chương 2560, khuôn máu thượng. Làm sao cũng không thể để cho ba người này toàn thân trở ra, nhất định phải lưu lại một người làm nơi chút giận. Nói chuyện viền vông, lục nguyên quang cười gần, hắn cũng là cường giả xếp hạng thứ 10 trong học viện, muốn lưu lại hắn. Ha ha, thật sao, lang hàn ra tay, vùng kiếm mà động, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt lục nguyên quang, tay trái ngưng quyền, đánh tới lục nguyên quang. Dám, vô nhai ra tay, tay phải nhấn ra, hóa thành một tòa núi lớn, muốn ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn đã sớm chờ hắn, tay phải múa, tiên ma kiếm quét ra, soạt, núi lớn lập tức bị cắt thành hai. Chỉ nói lực phá hoại, lại có gì so sánh được tiên ma kiếm. Tốn phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một cây cung, cực kỳ cũ nát, nhưng tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta phát lạnh. Xeo, hắn dương cung liền bắn, nhưng mộ thiếp nhi quả đoán ra tay, ngưng tụ toàn bộ lực lượng hóa thành một tấm khiên, cản lại mũi tên này, không cho nó ảnh hưởng đến lang hàn khinh người quá đáng lục nguyên quang gào thét ngươi vừa đối kháng vô nhai còn muốn bắt mình ngươi là xem thường ta đến cỡ nào hắn lại không phải không có giao thủ qua với lăng hàn sức chiến đấu của song phương chỉ sàn sàn nhau hắn phấn khởi phản kháng muốn cho lăng hàn biết mình lợi hại lăng hàn triển khai nộ quyền đánh về phía lục nguyên quang như thế nào là nộ quyền tự nhiên là quyền của phẫn nộ cùng tâm tình có quan hệ nếu như lăng hàn ở vào trạng thái bình thường như vậy hắn triển khai nộ quyền nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7, 8 phần 10 uy lực, nhưng hiện tại có người coi trọng nữ nhân của hắn, còn chạy đến trên cửa uy hiếp hắn, cái này há có thể không giận. Oanh, triển khai nộ quyền, lăng hàn thật giống như hóa thân thành một vị viễn cổ đại ma đầu, mỗi một quyền đều mang theo khí phách vô thượng, lại như điên cuồng, khiến người ta nhìn liền run lên, hai chân bất ổn. Lục nguyên quang nhất thời bị áp chế, lúc này lăng hàn là dùng tới thực lực chân chính, từng đạo từng đạo quy tắc giật động, uy năng kinh thiên. Vô nhai cùng tốn phong đều gào thét, muốn xông lên cứu người, nhưng một cái bị mộ thiếp nhi kiềm chế, một cái khác khiếp sợ vũ khí sắc bén trong tay lăng hàn, căn bản không dám áp sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục nguyên quang bị áp chế càng ngày càng thảm. Chỉ mấy trăm chiêu, lục nguyên quang liền bị lăng hàn bắt, sách ở trong tay như con gà con. Tất cả mọi người ngơ ngác, tuy mọi người đều biết đế tinh lợi hại hơn đế giả, nhưng hai người dù sao cũng tranh lệch một cảnh giới lớn A, làm sao cũng phải là không phân thắng bại mới đúng. Bọn họ làm sao biết, tiến hóa lũy thừa của Lăng Hàn đạt đến 10 tháng 9, mà 10 chính là đế tinh, nói rõ hắn sắp nhảy ra phạm vi của đế tinh, có thể không mạnh sao. Vô nhai cùng tốn phong đều dừng tay, người đã rơi vào trong tay Lăng Hàn, lại đánh cũng không có ý nghĩa. Sắc mặt của bọn họ đều khó coi, mặc dù mình không có chuyện gì xảy ra, nhưng ba người tiến vào khu vực ác ma, chỉ có hai cái rời khỏi, truyền đi tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lăng Hàn không hổ là đế tinh, thật đáng sợ, nếu như hắn đột phá bát liên, tuyệt đối có tư cách uy hiếp đến U Nguyên. Đi, vô nhai cùng tốn phong đều không có ngựa nhớ chuồng không đi, nếu sự tình không giải quyết được, vậy liền thẳng thắn rời đi, miễn cho càng thêm mất mặt. Vô nhai, tốn phong vừa đi, khu vực ác ma nhất thời bùng nổ ra tiếng hoan hô như sấm. Bọn họ lại đánh đuổi hai tên cường giả top 10 của học Việt, hơn nữa còn để bọn họ lưu lại một đồng bạn, cái chiến tích này là cực kỳ kinh người. Ánh mắt mỗi người đều chăm chú vào trên người Lăng Hàn, chính là hắn một người một kiếm cứu vãn mặt mũi của khu vực ác ma, hơn nữa còn tăng lên tới một độ cao mới. "Bá, bá, bá!" Tất cả mọi người kêu to, thật giống như muốn thét cả trái tim ra, mới có thể phát tiết hưng phấn lúc này. Ngay cả mộ Thiếp Nhi cũng bị bọn họ không nhìn, hiện tại bọn họ cần chính là một anh hùng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, vùng lục nguyên tâm một cái, đùng, ném thứ này lên đất. "Đến, có thù báo thù." Lăng Hàn cực kỳ xấu tính hắn vồ tới tên ác ma tộc trước bị trúng liền 12 kiếm, hơn nữa còn lộ hết mông kia. Người này đã sớm ngất, lang Hàn lấy tay ấn xuống, quy tắc hệ mục giật động, trên người người này còn cắm 12 thanh kim kiếm lập tức biến mất, mà thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục như cũ. Hắn yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía tất cả đều là đồng bào, trong lòng hơi định, nhưng lập tức lại cảm thấy một nơi nào đó mát vèo vèo, nhất thời biến sắc. Hắn âm thầm đưa tay lên sờ, thời điểm tìm thấy một mảnh trần chuông nhất thời sắc mặt hắn như cho nguội. Xong đời, hắn lại lộ mông ở trước mặt mọi người, lần này sẽ không mặt mũi gặp người A. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của hắn nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Hoa Cúc vẫn mạnh khỏe không việc gì. Ác ma tộc kia đầy mặt ai oán, nếu không phải Lăng Hàn hết lần này tới lần khác bắt hắn làm người chết thế, hắn sẽ trúng nhiều kiếm như vậy, đau đến hôn mê, mất đi ý thức mới sẽ lộ mông sao. Những người khác cười to, ác ma tộc trong lúc đó vốn nội đấu vô số, tự nhiên không thèm để ý vấn đề mặt mũi của người nọ, bọn họ sùng bái cường giả, mà Lăng Hàn chính là anh hùng trong lòng bọn họ. Đến, chúng ta không để lại mối thù cách đêm, Lăng Hàn đỡ hắn lên, sau đó chỉ lục nguyên tâm nằm trên đất, hắn sớm bị Lăng Hàn chấn ngất đi. Ác ma tộc kia nhất thời nổi giận đùng đùng, hắn không ngốc, thời điểm thấy nơi này chỉ có lục nguyên tâm, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, muốn hắn phát tiết phẫn nộ ai oán ở trên người Lăng Hàn, hắn là vạn lần không dám. Nhưng thù này không báo, hắn làm sao hả giận. Hơn nữa, nếu như có thể dẫm lên mặt lục nguyên tâm mấy lần, đây là vinh diệu bực nào, đủ để trung hòa sỉ nhục lộ mông của hắn. Ngược lại thiên sứ, ác ma trong lúc đó từ trước đến giờ không hợp nhau, thật muốn gặp phải phiền phức ngập trời, không phải còn có người cao hơn chống sao. Hắn càng ngày càng bạo, lập tức vung lên một cước, dẫm lên mặt lục nguyên tâm. lang Hàn cười thầm, hơi chuyển động ý nghĩ, lực lượng quy tắc khóa lại lục nguyên tâm nhất thời như nước biển thối lui chương 2561, khuôn máu hạ. Lục Nguyên Tâm lập tức tỉnh lại, vừa bắt đầu hắn còn rất mê man, nhưng mở mắt nhìn, thấy một cái móng bò to lớn dẫm lại, hắn theo bản năng khẽ quát một tiếng, một bên bắn người nhảy lên, một bên đánh ra một đạo công kích ác liệt. Oanh, tên ác ma tộc xui xẻo lập tức bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải Lăng Hàn còn đưa tay cản một hồi, phỏng chừng hắn liền bị đánh chết. Ngược lại không phải Lăng Hàn thiện tâm, mà là người chết sự tình liền lớn, một khi học viện truy cứu, hắn cũng khó thoát can hệ. Ta đệt, ác ma tộc kia lại phát ra tiếng gào bi phẫn, hai mắt ai oán nhìn lục nguyên tâm, sau đó thống khoái nhắm con mắt lại, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người không nói gì, có thể xui xẻo đến phần này, tên kia cũng có thể phá kỷ lục. lang hàn giả vờ giận dữ, lại còn dám đả thương người, các huynh đệ, đánh hắn. Đánh hắn, mọi người ác ma tộc cũng giận dữ, dồn dập sông lên phía trước, người một quyền ta một cước, ầm ầm về phía lục nguyên tâm tuy lăng hàn giải cấm chế cho lục nguyên tâm nhưng vẫn lưu lại một đạo lực lượng chân áp để hắn vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn sức chiến đấu vậy thì kéo sức chiến đấu của hắn tới cấp bậc thất liên nơi này thất liên ác ma tộc biết bao nhiêu hơn nữa cũng không thiếu đế giả hoàng giả một người một quyền dù lục nguyên tâm thân là đế giả thì đã làm sao bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi hắn càng gọi mọi người liền càng hưng phấn bởi vì khu vực thiên sứ ra một u nguyên để khu vực thiên sứ ở trong tứ đại khu chiếm số một bình thường người khu vực thiên sứ lại hung hăng thì đã làm sao, ai dám đối địch với bọn họ. Lại như lần này ba người tốn phong sông vào khu vực ác ma, nếu không có lăng hàn phát uy, còn có thể toàn thân trở ra. Đây chính là lực uy hiếp của U Nguyên, hiện tại lăng hàn dẫn đầu, lập tức đánh ra sĩ khí của ác ma tộc, cũng làm cho mọi người bạo phát tức giận động lại, mà lục nguyên tâm thì lại thành nơi chút giận. Oanh oanh oanh, tất cả mọi người cực kỳ bạo lực, đánh cho lục nguyên tâm bán sống bán chết. Chỉ một chút thời gian, Lục Nguyên Tâm liền bị đánh đến thoi thóp, nếu không phải Mộ Thiếp Nhi liều mạng ngăn cản, phỏng chừng bị đánh chết cũng có khả năng. Lăng Hàn cười ha ha, lặng yên rời đi, ẩn sâu công cùng danh. Có điều, chuyện này cũng gây nên sóng lớn mênh mông, ai có thể nghĩ tới khu vực ác ma lại sẽ bạo phát, dám đánh người của khu vực thiên sứ, hơn nữa còn có một ác ma tộc cực kỳ xấu bụng, cầm thiết côn bạo quốc Lục Nguyên Tâm. Chuyện này là thật hay giả không biết, nhưng sau khi Lục Nguyên Tâm được thả trở về, mấy ngày bước đi đều bưng cái mông, để không ít người đều tin tưởng không nghi ngờ. Mà nam tử để khu vực ác ma bạo phát là một kỳ thích, thời điểm mới vào học viện chỉ là lục liên ngũ diệp, đây là có xét duyệt rõ ràng, mà vẻn vẹn hơn 100 năm sau, hắn liền đạt đến thất liên cửu diệp, quá kinh người. Cái nam nhân này, gọi là bá, một cái tên rất phong cách, đồng thời cũng rất bẫy người, không biết có bao nhiêu người bị lừa, không duyên cớ liền có thêm một lão tử. Mà lục nguyên tâm thì lại thành trò cười, đường đường một trong thập đại cao thủ của học viện, lại bị vây đánh đến sưng mặt sưng mũi hơn nữa hoa cúc cũng bị bạo sau này khẳng định không mặt mũi gặp người thế nhưng khu vực thiên sứ há lại dễ chọc như vậy bọn họ có một u nguyên quả nhiên chỉ hai ngày sau khu vực thiên sứ liền buông lời để lang hàn lập tức một bước một quỳ đi vào khu vực thiên sứ tả tội bằng không u nguyên sẽ tự mình ra tay bắt lang hàn từ khu vực ác ma ra ngay mặt xử phạt lang hàn căn bản không biết chuyện này hắn kêu ngõ lý tới để người này hỗ trợ phân tích tính toán hắn tìm được các vấn đề nhỏ ở trên cơ sở võ đạo, sau đó tiến hành sửa chữa. Hoàn thành cái này, hắn liền sung kích tiên phủ. Tại sao ngõ lý đột nhiên chịu hỗ trợ? Đương nhiên không phải hắn phát ra thiện tâm, mà là Lăng Hàn dùng phương thức ghi nợ trao đổi. Mà cái gì lại để ngõ lý đáp ứng? Lăng Hàn nói sẽ cho ngõ lý tiên kim làm thù lao, nhưng không phải hiện tại, mà là trước tiên ghi nợ, bởi vì trên tay hắn chưa có tiên kim. Mà ngõ lý lại đang toàn lực luyện hóa cuốn sách không mở ra được kia, ngược lại gần 200 triệu năm không thể làm chuyện khác, vậy nợ cũng không có cái gì đúng hay không. Nói chung, Lăng Hàn vô cùng dẻo miệng, để ngõ lý đồng ý hỗ trợ trước, sau này lại trả tiền. Ngõ lý không phải cao thủ võ đạo, nhưng ở trên năng lực tính toán phỏng chừng không người có thể sánh vai hắn. Dựa theo ngõ lý nói, quy tắc gì cũng có thể dùng mô hình đến diễn dịch, biểu đạt, lý giải, hắn còn nhắc tới công thức, toán học. Viết không biết bao nhiêu tờ, để Lăng Hàn nhìn như rơi vào trong sương mù nói tiếng người đi lang hàn thực sự không chịu được ngươi nhận thức đối với quy tắc cùng bản chất thiên địa quá lạc hậu ngoã lý lắc đầu vị diện cao đẳng đối với bản chất của thế giới đã có nhận thức tính hệ thống mà ta biểu diễn cho ngươi công thức chính là then chốt mở ra bản chất mục đích ta được thiết kế chế tạo ra chính là thăm dò bản nguyên của thế giới vì lẽ đó sau khi ta được chế tác ra liền được bản vị diện tiêu tốn vô số tâm huyết đưa đi vị diện cao đẳng hấp thu tri thức nơi đó ngoã lý nói ra một sự thực hết sức kinh người lăng hàn kinh ngạc các ngươi lại có năng lực đưa người bản vị diện vào vị diện càng cao cấp phải biết nếu hắn không đạt được khởi nguyên ma phương thì căn bản không thể tiến vào dị vực bởi vì hắn không cách nào tu luyện quy tắc của dị vực đi vào liền bị thiên địa nhìn chằm chằm mà một khi quy tắc khóa lại trong cơ thể hắn tiêu hao hết vậy thực lực của hắn chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh chỉ có thể chịu chết huyền nghịch vị diện cũng chỉ là vị diện cấp thấp nhưng bọn họ lại có năng lực đưa người vào vị diện cao đẳng cái này chẳng phải kinh người sao chỉ có ta, ngõ lý chỉ mình, ta là loại trí năng học tập, tuy bảo lưu mô khối chiến đấu, nhưng không phải công năng chủ yếu của ta. Ta không có tu luyện quy tắc mà các ngươi nói, trên lý thuyết, ta không khác một khối thiết, một khúc gỗ, vì lẽ đó, coi như ta tiến vào vị diện cao đẳng cũng sẽ không bị nhìn thấu. Không thấy được, thứ này còn có tiềm lực làm gián điệp. chương 2562, Sơ, ta ở vị diện cao đẳng học tập được đủ tri thức, liền dựa theo chỉ lệnh trở lại bản vị diện. Trải qua thời gian dài tính toán, thôi diễn, ta hấp thu hết thảy lý luận của vị diện cao đẳng, kế tiếp chính là tiến vào giai đoạn thực tiến. Lực lượng thiên địa cao hơn quy tắc, cường giả ở vị diện cao đẳng đều trực tiếp lấy ra lực lượng thiên địa, nhưng người bình thường không cách nào làm được, cần khai thác ra. Mà lực lượng thiên địa ở nơi trọng yếu nhất của thiên địa, cực kỳ khó có thể khai thác, hơn nữa không có kinh nghiệm cùng kỹ thuật thành thục, tùy tiện đi, sẽ mang đến tai nạn khổng lồ cho bản vị diện. Vì lẽ đó, ta cùng một vị vương mạnh mẽ tiến vào nơi này, chuẩn bị chấp hành một nhiệm vụ cơ mật. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi im bặt, bởi vì trí nhớ của hắn xuất hiện hư hao, không cách nào tiếp tục nữa. Tác phong của ngõ lý là cực kỳ nghiêm cẩn, nhất định phải trải qua tính toán, thôi diễn, vượt qua phần trăm nhất định, hắn mới nhận định chuyện này có thể được, hay là tiếp cận chân tướng. Mà năng lực liên tưởng ở trên người hắn là yếu đến đáng thương. Có thể như hắn từng nói, hắn sinh ra ý thức của mình còn không bao lâu lại qua mấy kỷ nguyên, hắn có khả năng sẽ liên tưởng, mà không phải hết thảy đều xây dựng ở trên thực tế cứng nhắc. Lăng Hàn cũng rất dễ dàng liên tưởng đến, sự tình ngõ lý cùng vị vương kia muốn làm chính là tiến vào địa tâm của dị vực, lấy ra lực lượng thiên địa, thành công, lại có thể trở về huyền nghịch vị diện tiếp tục, như vậy huyền nghịch vị diện cũng có thể nhảy một trở thành vị diện trung đẳng, ở trong vị diện hạ đẳng chính là bá chủ. Không được, vậy tạo thành phá hoại cũng là dị vực, sẽ không ảnh hưởng đến huyền nghịch vị diện. Đây là Lăng Hàn suy đoán, mà hắn cho là mình chính xác trăm phần trăm, chỉ là Ngõa Lý tuyệt đối không thể đồng ý hắn. Người biết lấy ra lực lượng thiên địa, Lăng Hàn nghĩ tới cái này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, Ngõa Lý còn nhắc tới năng lượng ngư tử, nói là một trong các lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, nếu không đi tới vị diện cao đẳng, hắn làm sao có thể có nhận thức như vậy. Ngõa Lý gật đầu, biết, đây là một quá trình chuyển đổi năng lượng rất phức tạp. Hắn thao thao bất tuyệt nói cái này sẽ không nguy hiểm đến hắn sinh tồn, hơn nữa Lăng Hàn sẽ thanh toán thủ lao, vì lẽ đó hắn môn vô bất tẫn. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lấy khởi nguyên ma phương ra nói. Ngươi biết đây là vật gì không? Hai mắt ngõ lý tỏa sáng, sau đó thân thể cũng bắt đầu sáng tối chập chờn Lăng Hàn biết, đây là biểu hiện hắn kích động. Đây là thiên địa diễn hóa ban đầu sinh ra hạt nhân, nắm giữ lực lượng sơ. Hắn nói, cái gì là sơ? Lăng Hàn hỏi, thiên địa sơ khai, các loại lực lượng bản nguyên sẽ tiến hành diễn hóa cực kỳ kịch liệt, cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, để người khó có thể nhìn tới bản chất. Ngõa lý giải thích, lại như một hạt gạo giấu ở trong kho gạo, người căn bản vô pháp tìm ra nó. Nếu như có thể phá giải tầng tầng lực lượng bao vây, vậy công thức của chúng ta sẽ càng thêm đơn giản, mà mô hình thì sẽ càng thêm đầy đặn, có thể nắm giữ lực lượng thiên địa càng tốt hơn. Không đúng, theo tính toán của ta, đây là một loại bản chất tăng lên. Nhưng thời điểm một vị diện sinh ra, có lực lượng to lớn bảo vệ, căn bản không thể thu được hạt nhân. Trong đôi mắt ngõ lý bắn ra ánh sáng, căn bản không có ý nghĩ tối lại. Cho ta khối hạt nhân này, ta có thể phá giải bí mật căn bản của thiên địa. Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyền nghịch vị diện thực sự là châu bò, lại có thể làm ra đồ vật khủng bố như thế. Chờ chút, khoảng cách ngõ lý sinh ra đến hiện tại, chỉ ít đã 35 kỳ nguyên, lẽ nào huyền nghịch vị diện còn tạo không ra cái thứ hai? Không thể, ngõ lý quan sát vẻ mặt biến hóa, khi thức gợn sóng của người khác quả thực là quái vật, lập tức liền cảm giác được suy nghĩ trong lòng Lăng Hàn. Ta chính là tài nguyên cuối cùng của bản vị diện chế tạo ra, theo suy tính của ta, chỉ ít còn phải 300 kỷ nguyên nữa, bản vị diện mới có thể lần thứ hai sản sinh đủ vật liệu, chế tạo ra ta thứ hai. Hắn suy nghĩ một chút, đương nhiên, đây cũng không hẳn giống ta, ta là độc nhất vô nhị. Lăng Hàn muốn cười, người này có lúc tư duy kín đáo đến dọa người, nhưng có thời điểm lại giống như đứa nhỏ. Quả nhiên như ngõ lý từng nói, hắn sinh ra ý thức của mình còn không bao lâu, đang trong quá trình trưởng thành. Lăng Hàn lắc đầu nói, cái này hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi, ta cũng cần. Hai mắt ngõ lý phát ra ánh sáng xanh lục, quét ở trên khởi nguyên ma phương rất lâu. Đây là hạt nhân của một ngụy vị diện, trong đó đựng lực lượng sơ rất ít, hơn nữa, loại lực lượng này đang trôi qua, diễn hóa, trở nên phức tạp, sẽ càng ngày càng tương đồng lực lượng thiên địa thành thục. Vậy thì không hề có giá trị hắn cuối cùng tổng kết nói, thứ này là đang hư trương thanh thế dọa hắn sao? Lăng Hàn thầm nói, có điều hiện nay ngõ lý còn không có tiền lệ nói láo, hơn nữa hắn thật giống như không có học được chiêu này. Hắn suy nghĩ một chút nói, còn bao lâu nữa, gần như 200 triệu năm, ngõ lý là một cái tính toán, ta không có tiến một bước phân tích, vì lẽ đó chỉ có thể ra một trị số đại khái như thế. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời buông lỏng, khởi nguyên ma phương còn phải 200 triệu năm mới sẽ mất đi tác dụng, Thời gian còn rất dài. Hắn vỗ vỗ vai của ngõ Lý nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ ở trước khi thứ này mất đi tác dụng cho ngươi." Ngõ Lý gật đầu, thời gian càng sớm càng tốt, bằng không lực lượng sơ diễn biến càng ngày càng phức tạp, tầng tầng mã hóa mình, độ khó ta phá giải sẽ càng ngày càng cao. Lăng Hàn ngược lại không phải không tin ngõ Lý, người này thờ phụng đồng giá trao đổi, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Chỉ là hắn cầm khởi nguyên ma phương cũng giống quyển sách kia, nhét ở trong thân thể chậm rãi luyện hóa theo lời giải thích của hắn là phân tích lực lượng trong đó, phá giải công thức cùng mô hình, sau đó hắn có thể lấy ra lực lượng thiên địa tiến hành dung hợp. Ý nghĩ Lăng Hàn là hiểu, nhưng không hề có khái niệm. Cái gì công thức, mô hình, biết thì đã làm sao? Công thức cùng mô hình, có thể xem như công pháp các ngươi tu luyện vậy. Ngõ lý giải thích, chương 2563, bị thay. Chỉ là công pháp là dạy ngươi làm sao lợi dụng quy tắc, mà công thức cùng mô hình là phá giải lực lượng thiên địa, để ngươi có thể vận chuyển lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới hiểu không không hiểu lăng hàn lắc đầu vậy ta lại giải thích cho ngươi một lần ngoã lý kiên chỉ tốt đến kinh người bởi vì thu lấy tiền dạy học của lăng hàn hắn cảm thấy có trách nhiệm chỉ đạo lăng hàn lăng hàn đau đầu ta muốn ngươi suy tính khiếm khuyết trên đường tu luyện cho ta không phải là để ngươi đến rót thuốc mê cho ta hắn biết cái thuốc mê này hẳn là then chốt để hắn đi tới con đường càng mạnh mẽ hơn nhưng hiện tại hắn thực không thể nào hiểu được vì lẽ đó, trực tiếp một chút, hắn vẫn là trước tăng lên sức chiến đấu lại nói. Đến cấp độ nhất định, hắn tự nhiên có thể lý giải. Ngõ lý gật đầu, tiếp tục phân tích vấn đề võ đạo cho Lăng Hàn. Hắn đã tiến vào vị diện cao đẳng, lý giải đối với lực lượng đã từ bản thân quy tắc nhảy vọt đến trên lực lượng thiên địa, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là một vị thiên tôn, hơn nữa còn là thiên tôn của vị diện cao đẳng. Đây đối với Lăng Hàn trợ giúp quá to lớn, hầu như là lấy quy tắc của vị diện cao đẳng để hắn trùng tu tiến hóa lũy thừa của ngươi nhanh như vậy thì có tăng lên yếu ớt. Ngõ lý có vẻ khó mà tin nổi, ngươi rất bất phàm, ta biết, da mặt của lăng hàn dày lắm, trực tiếp nhận cái khích lệ này. Nếu đổi lại các nàng nữ hoàng, nhu yêu nữ, phỏng trừng sẽ cười nói lăng hàn không biết xấu hổ, nhưng ngõ lý hoàn toàn không có, vẻ mặt bất biến, đàng hoàng trịnh trọng. Ngõ lý tuyệt đối là một lão sư tận tâm hoàn toàn trách nhiệm, hắn cực kỳ kiên trì vạch ra từng cái vấn đề cho lăng hàn. Cho dù Lăng Hàn bởi vì một vấn đề không rõ ràng, liên tục hỏi bảy tám lần, tâm tình của hắn cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nếu như ngõ lý quyết định làm một đại ma đầu, như vậy lấy năng lực tính toán, thôi diễn khủng bố của hắn, lại thêm bình tĩnh, kiên trì, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ dường nào. Chẳng trách mấy trăm kỷ nguyên cũng mới có thể chế ra một cái như hắn, nếu như có thể tạo nhiều, vậy đối với hết thảy vị diện cũng là một tai nạn. Thời gian lặng yên mà qua, qua thời gian u nguyên quy định lâu rồi, nhưng người của khu vực thiên sứ đều giống như đã quên chuyện này, lại không có một người nhảy ra quấy rối. Sau đó mới biết, hóa ra U Nguyên cũng đi tới địa phương đám người lăng hàn đi lúc trước, phỏng chừng là bị nhốt ở bên trong, trong thời gian ngắn không ra được, vì lẽ đó không có công phu tìm lăng hàn phiền phức. Lăng hàn vốn là không để ý, hắn vẫn ở trong hắc tháp tu luyện, thỉnh thoảng liền để ngõ lý giúp mình tham mưu, chỉ một năm sau, hắn liền đột phá tiên phủ. Hắn cải tiến đan phương của thiên thu nhất mộng đan, làm cho dược liệu của dị vực cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn trở nên cực kỳ biết điều, sau mấy chục năm, nữ hoàng cùng hổ nữ đều đạt đến chín phân hồn, mà nhu yêu nữ thì dành trước một bước bước vào tiên phủ, bởi vì nàng vốn là cảnh giới này, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Hơn trăm năm qua đi, Lăng Hàn rốt cuộc lần thứ hai đạt đến nhị bí. Tựa hồ hơn vạn năm là uổng phí, đi vòng một vòng tròn lớn, cảnh giới của hắn vẫn như lúc ở tiên vực, nhưng nếu để hắn trở lại tiên vực, sức chiến đấu của hắn chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại, đánh nhau cùng cấp, kỳ vô danh cũng không phải đối thủ của ta. Lăng Hàn đột nhiên có một loại thất lạc không tên, có một tên kình địch có thể phân cao thấp, thậm chí càng mạnh hơn mình, để hắn truy đuổi, cái này kỳ thực là một loại động lực. Có điều, kỳ vô danh là tiên vương tầng 9 chuyển thế, năm đó gần như là tồn tại vô địch, chuyển thế trùng tu cũng sẽ không đơn giản. Nếu trong mấy trăm triệu năm không thể trở về tiên vực, nói không chắc khi đó hắn đã trở thành thiên tôn. Thật muốn cùng hắn so chiêu A. Thời kỳ tu vi của hắn cao tốc tăng vọt đã qua, bởi vì cảnh giới cuối cùng hoàn toàn tương xứng, hắn không thể chỉ dựa vào lĩnh ngộ quy tắc mà thẳng tắp tăng cao tu vi, mà phải chung đồng tiến. Vậy thì không vội vàng được, không có thiên tài địa bảo chân chính, có khi 100 triệu năm mới có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Bởi vì thân thể cũng cần tu luyện, hắn liên tiếp sử dụng phòng tu luyện thời gian trong học viện, gia tốc cao nhất đạt đến ngàn lần, hắn là đế tinh, học viện vô điều kiện vì hắn mở rộng. Mấy năm sau, tin tức truyền đến U Nguyên cuối cùng từ trong vùng thế giới kia đi ra, mà thiên viện tỉ thí cũng sắp bắt đầu, phía học viện đang tuyển cao thủ, đi tham gia chàng thịnh hội này. U Nguyên là nhất định phải đi, mà tổng số người chỉ có 10 tên, nói cách khác, tiêu chuẩn có thể cạnh tranh chỉ có 9. U Nguyên rốt cục trở về rồi sao? Lăng Hàn cười nhạt, hắn đã sớm muốn cùng đế tinh này đánh nhau một trận, lại dám đánh chủ ý nữ hoàng, nhìn hắn làm sao thu thập. Học viện quyết định, sau 3 ngày liền triển khai đấu võ, lấy ra 9 tên đại biểu đối với lăng hàn mà nói tin tức tốt là nữ hoàng cùng hổ nữ cũng trở lại tiên phủ thậm chí lần thứ hai về mặt cảnh giới vượt qua hắn đạt đến độ cao của ngũ bí nói cách khác cảnh giới của mọi người rốt cục trở lại khởi điểm ba ngày đi qua chân tuyển bắt đầu bởi vì đạt đến tiên phủ cũng chính là bắt liên liền tự động trở thành tuyển thủ hạt giống không cần tham gia sơ tuyển bởi vậy lăng hàn nữ hoàng hổ nữ nhu yêu nữ đều tự động tiến vào vòng kế tiếp trên thực tế ngoại trừ đế tinh gia ai có thể lấy phân hồn địch tiên phủ đây? Bởi vậy, chỉ cần số lượng tiên phủ vượt qua 9, vậy những người khác dĩ nhiên là không có hứng thú tham dự. Cuối cùng tiến hành cạnh tranh, ngoại trừ 4 người lăng hàn, khu vực thiên sứ là tốn phong cùng vô nhai, khu vực ác ma là mộ thiếp nhi, an cửu cùng mặc cô phi, thánh thú là một con thánh như cùng một con tuyết báo, trùng tộc là một con ong mật lớn. Còn lục nguyên tâm, bởi vì không mặt mũi gặp người, tự nhiên không tham dự. Tổng cộng 12 người, chỉ cần đào thải ba cái. Mỗi người đều phải chiến 11 trang, đào thải 3 người, những người khác tiến vào danh sách xuất chiến cuối cùng. Chiến đấu bắt đầu, bởi vì ngoại trừ đám người lăng hàn ra thì đều là đế giả, sức chiến đấu cùng cấp hầu như tương đương, bởi vậy, cảnh giới liền trở nên rất trọng yếu. Sau 2 ngày tỉ thí, tuyết báo, ông mật cùng mộ thiếp nhi bị đào thải, những người khác đều thuận lợi thăng cấp. chương 2564, sông khu vực thiên sứ. Nhưng mà, chỉ sau một ngày, học viện mới đột nhiên phát ra thông cáo, Tiêu chuẩn của Lăng Hàn bị thu, thay Lục Nguyên Tâm. Tin tức này vừa ra, nhất thời mọi người đều ồ lên. Há có đạo lý như vậy, nếu như học viện muốn chỉ định ai xuất chiến, vậy còn tuyển chiến làm gì? Rất nhanh thì có người tin tức linh thông vạch Trần chân tướng, hóa ra là U Nguyên tạo áp lực với học viện, nếu không hủy tư cách của Lăng Hàn, hắn liền không tham gia thiên viện chiến lần này. Tuy Lăng Hàn cũng là đế tinh, tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên cũng là một ngôi sao lóng lánh của học viện nhưng hiện tại làm sao có khả năng trọng yếu như u nguyên vì lẽ đó hắn bị thay đi lăng hàn nghe nói tự nhiên cực kỳ khó chịu hắn hoàn toàn không có ý nghĩ vì dị vực đánh trận nhưng tham gia thiên viện đại chiến nếu như có thể đạt được thứ tự tốt học viện cũng có khen thưởng kinh người hắn là khó chịu cái này hơn nữa u nguyên mơ ước nữ nhân của hắn hiện tại còn muốn âm hắn cái này cũng là lăng hàn không cách nào nhịn được chúng ta cũng lui ra nữ hoàng nói phải kia chỉ cái phá hầu tử nếu muốn đi đánh nổ hắn. Hổ Nữ khí thế hùng hổ, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, lần trước là thiên sứ tộc xông tới, lần này nên đổi một hồi. Thật a, à, Hổ Nữ lập tức vỗ tay, nàng vốn là ma vương e sợ cho thiên hạ không loạn, tự nhiên giúp đỡ Lăng Hàn đi đại khai sát giới. Có điều, khả năng cái này sẽ làm thiên sứ cùng ác ma hai tộc mâu thuẫn sâu sắc thêm. Nhu yêu nữ nói, Lăng Hàn nhún vai một cái, bọn họ muốn đánh liền đánh, mắc mớ gì đến chúng ta? Như yêu nữ vừa nghĩ cũng đúng, nàng ngụy trang dị tộc quá lâu, bất chi bất giác liền kéo mình vào. Vậy chúng ta liền giết tới, bốn người ra khu vực ác ma, một đường bước về phía khu vực thiên sứ. Kỳ thực mặc kệ là khu vực ác ma, khu vực thiên sứ hay khu vực trùng tộc, khu vực thánh thú, đều không có tưởng vây, cửa lớn gì, chỉ là bốn người phân bố ở các góc của học viện, trong lúc đó đều tách ra khoảng cách rất lớn. Bởi vậy, bốn người tiến vào khu vực thiên sứ có thể nói là sự tình dễ dàng, chỉ là khi mọi người phát hiện Lăng Hàn là ác ma tộc, lúc này mới gây nên bạo động. Một ác ma tộc lại xông vào khu vực thiên sứ. Đây là khiêu khích, nhất thời, từng người từng người thiên sứ đi ra, rất nhiều người nhận được tin tức cũng dồn dập xuất hiện, mỗi một người đều đứng trên đường phố, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Không người nào dám động thủ, người nào không biết Lăng Hàn chính là đế tinh cấp bậc bát liên, mà khu vực thiên sứ tổng cộng mới ba bát liên đế giả, nếu bọn họ không ra tay, ai có thể ngăn trở được Lăng Hàn đúng rồi đã quên tính các nàng nữ hoàng nhưng nhìn các nàng sóng vai với lăng hàn tư thái thân mật ai có thể hy vọng các nàng đi đối phó lăng hàn bá lục nguyên tâm là người thứ nhất nhảy ra bị lăng hàn nhục nhã hắn đã thật nhiều năm không dám ra ngoài nhưng hắn dù sao cũng là đế giả vẫn hăng hái khổ tu lại thêm gia tộc cũng toàn lực bồi dưỡng tu vi của hắn tăng lên cực kỳ nhanh hiện tại hắn là bát liên tam diệp hắn muốn báo thù báo thù báo thù lăng hàn không khỏi nở nụ cười nói con trai ngoan đã lâu không gặp lục nguyên tâm nổi giận hắn quá phẫn nộ lại quên tên của lăng hàn còn mang theo cạm bẫy kết quả hại mình ta muốn giết ngươi hắn phẫn nộ ra tay xèo thân hình nhảy ra giết tới lăng hàn cút nữ hoàng trợn mắt phượng một luồng uy thế đáng sợ rung động nàng đánh ra tay nhỏ hóa thành một tòa núi cao đánh về phía lục nguyên tâm oanh lục nguyên tâm nhất thời như một phát đạn pháo trong nháy mắt liền bị đánh bay đến không thấy bóng dáng phải biết Hiện tại Nữ hoàng không chỉ là Ngũ Bí Đế Tinh, hơn nữa còn dung hợp quy tắc hai giới, sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua Đế Tinh cùng cấp, cái này tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Tam Bí Đế giả, việc nhỏ như con thỏ, người của khu vực thiên sứ đều kinh ngạc đến ngây người, tuy trước đó Nữ hoàng ở trong chiến đấu lộ ra thân thủ, nhưng không có hiển lộ ra toàn bộ thực lực, ai có thể nghĩ tới sức chiến đấu của nàng sẽ cường đại như thế. Hơn nữa, nàng rõ ràng là thiên sứ tộc, tại sao thiên vị giúp một ác ma tộc? Tinh, ngươi là có ý gì? vô nhai cũng xuất hiện hắn nhìn chằm chằm nữ hoàng trong ánh mắt vừa có vẻ ái mộ đồng thời cũng tràn đầy khó hiểu cùng kiêm kỵ nữ hoàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn căn bản khinh thường trả lời sắc mặt của vô nhai không khỏi khó coi nói đừng tưởng rằng u nguyên vừa ý ngươi là có thể tự cao tự đại ở trước mặt ta lông mày của nữ hoàng vẩy một cái trực tiếp ra tay xèo thân hình nàng lóe lên đã đi tới trước người vô nhai một trường cắt ngang quy tắc tỏa ra lóng lánh trói mắt oanh Vô Nhai nghinh tiếp, thân hình hơi rung động, đã cản lại đòn đánh này của nữ hoàng, nhưng nữ hoàng vẫn bị đánh bay ra chừng trăm trượng. Một cái là ngụ bí, một cái khác là thất bí. Cho dù là đế tinh cũng không cách nào bù đắp hai cảnh giới nhỏ tranh lệch. Dù sao vô nhai cũng là một vị đế giả, nhưng mà sắc mặt của vô nhai càng thêm khó coi. Trước hắn đã từng giao thủ với nữ hoàng một lần, nữ hoàng hầu như chính là trực tiếp chịu thua, để hắn cho rằng nữ hoàng chỉ là một vị đế giả mà thôi. Nhưng hiện tại giao thủ một chiêu hắn liền biết nữ hoàng tuyệt đối không phải đế giả, mà là đế tinh. Trời ạ, à, đế tinh quá khó ra quá khó ra, bách chiến học viện cũng chỉ có u nguyên, mà chính vì có một cái, mới dẫn dắt bách chiến học viện thu được thành tích thứ 72. Đế tinh mạnh mẽ có thể thấy được chút ít, trình độ hiếm hoi cũng như thế. Nhưng bây giờ thì sao, trước tiên xuất hiện lăng hàn, tiếp theo là nữ hoàng, chuyện gì thế này, đế tinh cũng có thể giếng phun. Nữ hoàng cuốn ngược mà về, lại giết về phía vô nhai, nàng muốn chiến thắng vô nhai hầu như là chuyện không thể nào, nhưng vô nhai muốn đánh bại nàng cũng cần tiêu tốn công phu rất lớn. Hừ, tốn phong xuất hiện, hắn còn cường đại hơn vô nhai, hai tay chắp sau lưng, cực kỳ tự tin. Hắn tự nghĩ có thể ở trong trăm chiêu bắt nữ hoàng, dù sao hắn là bát liên bát diệp. Có điều, bởi vì vô nhai kỳ thực là chiếm thượng phong, hắn tự nhiên sẽ không ra tay, mà nhìn chầm chầm lăng hàn. Lá gan không nhỏ, lại dám chủ động chạy tới khu vực thiên sứ trương 2565 ngược lại bị áp chế. Làm sao, đây là đầm rồng hang hổ sao? Lăng Hàn cười ha ha nói, so với cái kia còn đáng sợ hơn vô số lần. Tốn Phong phẫn nộ ra tay, lúc trước ba người bọn hắn xông vào khu vực ác ma, kết quả để Lục Nguyên Tâm gãy ở nơi đó, cái này thành trò cười của khu vực thiên sứ, bị khu vực trùng tộc cùng khu vực thánh thú vô tình cười nhạo, mà lần này nếu như lại để Lăng Hàn toàn thân trở ra, vậy khu vực thiên sứ thật sẽ mất hết thể diện, vĩnh viễn không nhấc đầu lên nổi con dẹp, nữ đến chiến ngươi, hổ nữ cướp ra, ác chiến với tốn phong, chỉ là sức chiến đấu của nàng cùng nữ hoàng tương đương, tự nhiên kém tốn phong cực xa, vừa mới giao thủ liền rơi vào hạ phong, có điều tiểu nha đầu đã tu thành thái trụ tiên thể, lúc này tu vi vừa đến, thể chất cũng một lần nữa giải phong. Nàng không ngừng hóa thành thời gian chảy, một hồi ở quá khứ, một hồi ở trong tương lai, có thể hữu hiệu lẩn tránh công kích của tốn phong, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thua. Điều này làm cho mọi người lần thứ hai kinh ngạc, miệng rồn dập mở lớn. Đó là một vị đế tinh, trời ạ, à, hiện tại bách chiến học viện lại có 4 đế tinh, chuyện này quả thật cường đại đến mức độ giận sôi, nếu như lại qua một triệu năm, e là bốn người này đều có thể đạt đến độ cao của thập nhất diệp, vậy đủ để quét ngang thiên viện. Tốn phong cũng chấn kinh đến tê cả ra đầu, tại sao địa vị của U Nguyên cao cao tại thượng, cực kỳ siêu nhiên. Bởi vì hắn là đế tinh, hiện tại hổ nữ cũng là một vị đế tinh, có thể thấy được nàng tương lai cũng có thể thu được địa vị tương tự U Nguyên, như vậy hiện tại mình đắc tội đối phương như thế có phải là đào hầm cho mình nhảy hay không nhưng hiện tại hắn đã cưới hổ khó xuống chỉ có thể liều chết còn tương lai làm sao trước tiên không cân nhắc hy vọng u nguyên có thể có biện pháp hóa giải lăng hàn hai tay ôm ở trước ngực cười nói còn có người muốn ngăn cản ta không đám thiên sứ tộc hai mặt nhìn nhau đều không lên tiếng ai đi tới không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao cũng thật ngông cuồng một thanh âm vang lên âm u băng hàn u nguyên u nguyên đại nhân u nguyên sư huynh nghe được thanh âm này đám thiên sứ tộc đều lộ ra vẻ phấn chấn đây là một vị đại đế trẻ tương lai có thể ngồi cao ở trên chín tầng trời quan sát chúng sinh thậm chí còn có thể siêu thoát quy tắc trở thành thiên tôn khinh thường thiên địa ở mọi người nghĩ không có đối thủ u nguyên không thể giải quyết u nguyên xuất hiện hắn là một nam nhân anh tuấn đến không cách nào hình dung cánh chim trắng như tuyết biên giới là màu vàng cực kỳ xinh đẹp sợi tóc của hắn vàng óng ánh mỗi một sợi như hoàng kim chế tạo, vầng sáng trên đỉnh đầu cũng màu vàng, lưu chuyển ánh sáng thần thánh, để hắn nhìn qua như một vị kim giáp chiến thần. Chỉ là vẻ mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, thật giống như người thiên hạ ở trong mắt hắn đều là run dế, không mang theo một chút tình cảm. Hắn nhìn lăng hàn, không có dẫm vào vết xe đổ của người khác nói. Ngươi là lại đây xin tha sao? Lăng hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, thứ này lại không có gọi mình một tiếng ba. Hắn cười nhạt nói, ha ha, Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, vì lẽ đó dự định ở đây ăn một bữa thịt nướng, không ngại chứ. Ở đây ăn thịt nướng, ngươi là ba đời chưa từng ăn thịt đúng không, chỉ là một ác ma lại dám chạy tới khu vực thiên sứ nấu cơm dã ngoại, cái gan này lớn bao nhiêu a? À? Có điều mọi người đều biết, Lăng Hàn chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi, kỳ thực chính là đến đập phá cho bọn họ một ngạt. Trên thực tế, Lăng Hàn làm được, ngược lại hiện tại trong lòng mọi người cực kỳ không thoải mái hai mỹ nhân tuyệt sắc của bổn tộc lại quay giáo giúp đỡ lăng hàn hơn nữa còn là đế tinh cực kỳ hiếm có ai ngẫm lại cũng sẽ thổ huyết củ cải trắng sao có thể cho heo nhú chứ vậy ngươi chính là đang tìm cái chết u nguyên cười lạnh nói vẻ mặt của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào thật giống như sẽ không cười cũng sẽ không phẫn nộ lăng hàn không khỏi cười nói vẻ mặt của ngươi rất giống một người ta nhận thức căn bản không biết cái gì gọi là cười các ngươi sẽ không phải là huynh đệ chứ hắn nói tới tự nhiên là ngõ lý, mà nếu như tên kia ở đây, nhất định sẽ chỉ chứng nói rõ, hắn cùng U Nguyên trong lúc đó có bao nhiêu bao nhiêu điểm không giống, độ khả thi hai người là huynh đệ vô hạn tiếp cận số không. Người của khu vực thiên sứ giận dữ, Lăng Hàn lại còn dám trêu chọc đế tinh của bọn họ, để bọn họ quần tình kích phẫn. Ngược lại U Nguyên căn bản không có nửa điểm biến hóa, hắn liếc nhìn nữ hoàng, ánh mắt lại phóng tới trên người Lăng Hàn. Quỳ xuống xin tha, ta có thể không giết ngươi hắn cho tới bây giờ không phải người lòng dạ mềm yếu, biết được Lăng Hàn cùng nữ hoàng trong lúc đó có quan hệ không cho người ngoài biết, hắn cũng đã phán Lăng Hàn tử hình. Nhưng ở trước khi Lăng Hàn chết, hắn muốn nữ hoàng trước tiên đứt mất nhớ nhung với Lăng Hàn. Biện pháp đơn giản nhất chính là để nữ hoàng nhìn thấy Lăng Hàn khom lưng khuỵu gối. Lăng Hàn đối với ý nghĩ của U Nguyên tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, hắn cười ha ha. Nói phí lời như vậy có ý gì, phóng ngựa lại đây, để cho ta tới lĩnh giáo thực lực của đệ nhất cao thủ học viện một chút. U Nguyên xem thường, chỉ là bát liên nhị diệp, coi như ngươi là đế tinh thì đã làm sao, ở trước mặt ta căn bản không phải đối thủ. Hắn bước về phía trước một bước, nhất thời, khí thế kinh khủng như đại hải rít gào, làm cho tất cả mọi người muốn quỳ xuống, quỳ bái vị đại đế trẻ tuổi này. Mà ở trên trán của hắn, xuất hiện một đóa hoa sen màu trắng, tám mảnh người lá. T, tu vi của U Nguyên lại đã là bát liên thập diệp, cách cực hạn chân chính của bát liên chỉ kém một bước nhỏ, mà tin tưởng lấy yêu nghiệt của hắn tuyệt đối có thể vượt qua được. U Nguyên, hết thảy người thiên sứ tộc đều hoan hô, chấn động toàn bộ học viện. Bọn họ chỉ biết U Nguyên mạnh mẽ, nhưng không ai biết hắn đã đạt tới độ cao như vậy. Như núi cao, chỉ có thể ngưỡng vọng, ba khu vực khác nghe được động tính, dồn dập chạy tới xem trò vui. Cái gì, bá lại muốn luận bàn với U Nguyên, tuy hắn cũng là một tên đế tinh, nhưng tranh lệch cảnh giới quá to lớn, hắn căn bản không thể là đối thủ. chương 2566, đánh nhau cùng cấp thượng. Có thể chặn 2-3 chiêu hẳn là cực hạn. 2-3 chiêu, người cũng không suy nghĩ một chút, giữa hai người là cách biệt dòng giã tám cảnh giới nhỏ. Một chiêu miểu sát, ta đánh cuộc với người cái gì cũng được, tuyệt đối là một chiêu miểu sát. Hưm, đây là sự tình không cần hoài nghi, một chiêu, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Thay tinh hoặc là nữ, nói không chắc còn có thể chặn nhiều mấy chiêu, dù sao cũng là ngũ diệp đế tinh, Trời ạ, à, học viện chúng ta lại có bốn vị đế tinh. Phải biết, coi như là hổ bảo học viện xếp hạng thứ nhất cũng chỉ có hai cái. Chúng ta tương lai nhất định sẽ trở thành học viện mạnh nhất. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối với Lăng Hàn tự nhiên là không coi trọng, ngược lại cho rằng nữ hoàng cùng hổ nữ càng mạnh hơn. Ở trong tiếng bàn luận như vậy, Lăng Hàn rút ra tiên ma kiếm. Hắn lại không ngốc, tranh lệch tám cảnh giới nhỏ còn đi khiêu chiến một tên đế tinh. Đương nhiên đến có chỗ dựa, chính là tiên ma kiếm đến đây đi, Lang Hàn Tay phải cầm kiếm, tay trái ngoắc ngoắc U Nguyên, biểu hiện khinh bỉ. Hai mắt của U Nguyên hơi chấp, đây là dấu hiệu hắn động sát ý. Ngươi không ra tay, được, ta đến. Lang Hàn hét dài một tiếng, chủ động giết ra. Tiên Ma Kiếm vung chém, một đạo kiếm khí hóa thành giải lụa quét ra, căn bản không cần chạm vào, chỉ cần nhìn một chút thì có cảm giác con mắt đâm nhói khó chịu. Đây là tiên kim, kim loại cứng rắn nhất trong thiên địa, cũng có thể tạo thành vũ khí sắc bén nhất cho dù không tăng lên đến độ cao của tiên khí, nhưng vẫn nắm giữ uy năng lớn lao như cũ. U Nguyên hơi nhướng mày, thân hình bắn ra, không dám chính diện là địch. Hết cách rồi, tiên ma kiếm quá sắc bén, mà hắn vẫn ở trong tầng thứ tiên phủ, không thể dựa vào lực lượng nghiền ép cách không một đòn liền để lăng hàn tuột tiên kiếm khỏi tay. Hí, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, bọn họ vốn tưởng rằng lăng hàn là bị U Nguyên một chiêu miểu sát, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ không có bị thuấn sát, hơn nữa còn để U Nguyên chạy trốn, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Dựa dẫm bảo khí chỉ uy, hừ, chỉ thường thôi. U Nguyên cũng không phải một mực chạy trốn, hai tay chém múa, từng ánh kiếm ác liệt quét tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, khinh bỉ nói, người cũng chỉ là tu vi cao hơn ta một điểm, nếu đánh nhau cùng cấp, ta không cần vũ khí sắc bén, trong trăm chiêu nhất định đánh bại ngươi. Cuồng ngào, U Nguyên hừ lạnh, căn bản khinh thường cãi lại, hắn đã sớm là đế tinh vô địch, không cần đánh nhau cùng cấp thắng Lăng Hàn để chứng minh thực lực của mình. Vậy ngươi đừng chạy, Lăng Hàn vùng vẩy tiên ma kiếm, công kích gì đánh tới đều bị hắn cắt thành hai. Hơn nữa, thể lực của hắn đã sớm bước vào thăng nguyên, tốc độ xuất kiếm nhanh kinh người, căn bản không cần lo lắng u nguyên công kích quá dày, hắn ra chiêu không kịp. Đánh chừng trăm chiêu, quả nhiên, u nguyên chỉ có bị Lăng Hàn đuổi theo chém. Ngược lại không phải thực lực của hắn không bằng Lăng Hàn, mà là kiếm trong tay Lăng Hàn mạnh mẽ quá đáng. Một tên tiên phủ cảnh liền nắm giữ tiên binh, khái niệm này nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều không còn âm thanh, cho dù mọi người đều biết cái này không phải thực lực U Nguyên không bằng, nhưng ra đầu tê dại, lúc nào gặp qua U Nguyên sẽ ở đánh nhau cùng cấp rơi vào hạ phong, huống chi cảnh giới của lăng hàn kém xa hắn. Được, ta áp chế tu vi, chiến với người một trận. U Nguyên giận dữ hết, hắn sắp uất ức chết, đường đường đệ nhất cao thủ của học viện, cho dù ở toàn bộ dị vực, trong cấp bậc bát liên, U Nguyên cũng là tồn tại hàng đầu, nhưng hiện tại lại bị một nhị liên nho nhỏ làm cho chỉ có thể chạy để hắn vừa phẫn nộ vừa uất ức hắn không phải không có lấy ra vũ khí chỉ là căn bản vẫn không có đụng tới tiên ma kiếm bị kiếm khí quét chúng liền đứt đoạn mất bị một ác ma giết tới khu vực thiên sứ mình càng bị áp chế nếu như hắn không chấn áp lăng hàn còn có mặt mũi gì xương học viện đệ nhất cao thủ vì lẽ đó hắn thà rằng đánh nhau cùng cấp tự tin lấy thực lực của hắn vẫn có thể thắng được lăng hàn lăng hàn khinh thường liếc xéo hắn một cái. Nhưng cất tiền ma kiếm đi. Không làm con rùa đen rút đầu nữa sao?" Hắn cười nói, vẻ cười nhạo cực kỳ rõ ràng. Hô hấp của U Nguyên đột nhiên trở nên gấp gáp, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hung hăng ở trước mặt hắn, người dám làm như vậy đều bị hắn đánh giết thành cặn bã. Nhưng vấn đề là, hắn thật không thể nào giết chết Lăng Hàn, cái này tự nhiên để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. "Họa là từ miệng ra." Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Lăng Hàn cười ha ha, "Con mắt của ngươi mù sao?" ngay cả nữ nhân của ta cũng dám đỏ mắt hơn nữa còn âm ta không đánh ngươi thành đầu heo ta sao hết giận nữ nhân của ngươi u nguyên không khỏi nổi giận hắn vừa nhìn thấy nữ hoàng liền bị mê mẩn tuyệt sắc như vậy ung dung như vậy cao quý như vậy kiêu ngạo như vậy nữ nhân như vậy mới xứng với hắn nếu không như vậy hắn cũng sẽ không hết sức nhằm vào lăng hàn làm sao xứng đáng ngươi muốn chết hắn quát hoa sen trên trán rung động từng chiếc lá biến mất hắn áp chế tu vi nếu không thì Lăng Hàn lại tế ra tiên ma kiếm, hắn vẫn chỉ có thể đông trốn tây nấp. Đương nhiên, cho dù hắn áp chế tu vi, Lăng Hàn cũng có khả năng lấy ra tiên ma kiếm lần nữa, vậy thì phải xem Lăng Hàn có giữ lời hứa hay không. Cuối cùng, hắn đã biến thành bát liên nhị diệp, về mặt cảnh giới hoàn toàn tương tự Lăng Hàn. Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải thò ra, ong ong ong, từng viên từng viên phù văn sáng lên ở trên cánh tay hắn, vầng sáng trên đỉnh đầu như thái dương rừng rực, hai cánh chấn động, thân hình hắn bay lên không, như trời cao hạ xuống chiến thần. Tình cảnh này để vô số nữ giới của thiên sứ tộc biến thành mê trai, không ai không mắt hiện ra hoa đào, hận không thể đầu hoài tống bão. So sánh với đó, Lăng Hàn là ác ma tộc thật quá xấu xí, một thân da hồng, khuôn mặt dữ tợn. Chỉ có Vân Hà tiên tử ngoại lệ, trong đầu của nàng đầy giấy anh tư của Lăng Hàn ở trong bí cảnh, cho dù trong ký ức thất lạc mấy màn ảnh then chốt, nhưng phương tâm vẫn chập chờn chỉ là nơi này là khu vực thiên sứ, không thể quang minh chính đại trợ uy cho Lăng Hàn mà thôi chương 2567, đánh nhau cùng cấp hạ. Lăng Hàn diếu cợt một tiếng, ánh mắt quét qua, người chim, nhiều nhất 100 chiêu, ta liền đánh ngã ngươi. Làm càn, U Nguyên nổi giận gầm một tiếng, hai cánh rung lên, xèo, hắn bắn ra, vào tới Lăng Hàn, vầng sáng trên đỉnh đầu đột nhiên bùng nổ ra kim quang, cho dù là quần chúng vây xem bốn phía cũng trước mắt ánh vàng, căn bản không nhìn thấy được cái gì. Đây chính là một vị đế tinh bát liên nhị diệp ra tay toàn lực, dưới bát liên đương nhiên không có mấy người thấy rõ, chỉ có ba tên bát liên đế giả mới có thể nhìn thấy U Nguyên hóa thành một vệt ánh sáng, một quyền oanh kích Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đột nhiên ra quyền, oanh, một quyền này của hắn nổ ra, không khí bị đè ép, oanh oanh oanh, hình thành vô số gấp khúc, hình ảnh thực rất quỷ dị, không gian lại cũng có thể nhăn nhúm như vậy. Thể lực của hắn cường đại cỡ nào, đã sớm bước vào thăng nguyên cảnh, đấm ra một quyền đi sau mà tới trước, trực tiếp đập đến trước mặt U Nguyên. U Nguyên kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, hồn lực ngưng tụ, trước mặt đã hình thành một bàn tay ánh sáng, đón lấy nắm đấm của Lăng Hàn. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn ở trong lòng quát, tốc độ gia quyền như vậy không hợp với lẽ thường A. Oanh, nắm đấm của Lăng Hàn đánh vào bàn tay ánh sáng, soảng, bàn tay ánh sáng lập tức đổ nát, nắm đấm tiến quân thần tốc, tiếp tục đánh về mặt U Nguyên. Cái gì, thấy cảnh này, vô nhai, tốn phong, lục nguyên tâm đều kinh ngạc thốt lên, mọi người cảnh giới tương đồng, đều là đế tinh thực lực phải vô hạn tiếp cận a không u nguyên là ép tu vi đến nhị diệp tuyệt đối là nhị diệp đỉnh cao mà lăng hàn có khả năng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao có thể chỉ là hậu kỳ trung kỳ thậm chí chỉ là sơ kỳ nói cách khác cảnh giới của u nguyên vẫn chiếm ưu thế chỉ là ưu thế rất nhỏ mà thôi nhưng lăng hàn lại một quyền liền áp chế u nguyên cái này làm sao có khả năng nếu như đổi lại là người khác có thể sẽ mạnh mẽ ăn thiệt thòi này nhưng u nguyên là đế tinh từ trong cơ thể bắn ra vô số quang minh thần kiếm, quét tới nắm đấm của Lăng Hàn. Đây là một diệu chiêu, không chỉ có thể hóa giải hiểm cục của mình, còn có thể tạo thành trọng thương cho Lăng Hàn, ai bảo đối phương lại dám cô quyền thâm nhập. Đánh nhau tay đôi, đây là tối kỵ của võ giả, trừ khi về mặt thực lực giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn cười ha ha, nắm đấm bao vây lôi đình, căn bản không có ý nghĩ thu quyền, oanh, một quyền đánh vào trên mặt u nguyên, mà cùng lúc đó, xèo xèo xèo, vô số kiếm quang cũng đánh vào quả đấm trên cánh tay của hắn. U Nguyên bị chấn lùi vài chục trượng, vầng sáng trên đỉnh đầu trở nên ảm đạm, cũng làm cho thị lực của mọi người có thể khôi phục. Cái gì, chờ thấy rõ, tất cả mọi người há to miệng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sinh sôi, trên mặt viết hai chữ, không tin. Khóe miệng của U Nguyên lại mang theo huyết, T, U Nguyên bị thương, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng, hắn là học viện đệ nhất cao thủ, trăm vạn năm trước dẫn dắt học viện thu được thứ 72 trong thiên viện tỷ thí, hiện tại lại bị một chiêu chấn thương đổ máu hơn nữa còn đánh ở trên mặt cái này nói ra lại có ai tin tưởng nhưng mà ở đây có thiên kiêu trẻ tuổi của bốn khu mỗi người đều tận mắt nhìn đây quả thật không phải huyễn cảnh lăng hàn tạo nên sao ngươi nên chết ô nguyên ngửa mặt lên trời gào thét tuy phản kích của hắn đều đánh lên cánh tay của lăng hàn nhưng căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì thể phách của đối phương cực kỳ kinh người thời điểm nói ba chữ này tiếng nói của hắn run rẩy đó là bởi vì lăng hàn dùng tới quy tắc lôi đình hắn bị điện giật tê dại tiếng nói dĩ nhiên là run lên lăng hàn chỉ phủi tay một cái nói mặt cũng thật cứng a à, đánh cho tay ta có chút đau tất cả mọi người không nói gì người dùng nắm đấm đánh mặt người lại còn nói mặt người ta làm đau tay cái này không phải bẩn thỉu người sao u nguyên dung sắc nghiêm nghị đã cưỡng ép đè lửa giận xuống hắn lạnh lùng nhìn hai tay rung lên trong tay đã có thêm một thanh đao ánh sáng đây cũng không phải binh khí, mà là hắn lấy hồn lực cùng quy tắc biến thành. Không nghĩ tới, ngươi lại tu ra quy tắc lôi đình. Quy tắc lôi đình nắm giữ lực phá hoại đáng sợ, đến hiện tại ở trong cơ thể hắn vẫn sôi trào khắp trốn, trong máu tràn ngập ước số cuồng bạo, ảnh hưởng hồn lực của hắn lưu động. Hắn hoàn toàn điều chỉnh tâm thái, ở trong học viện này, thật có người có thể uy hiếp địa vị độc bá của hắn. Có điều, ta tu luyện cũng không chỉ quy tắc quang minh. Hắn tỏa ra sát ý đáng sợ, cả người giống như hóa thân thành một đồ đao có thể tuyệt diệt thiên hạ con mắt của lăng hàn hơi híp lại quy tắc sát lục biết là tốt rồi u nguyên ngạo nhiên nói hắn có thể thu thành chín phân hồn là bởi vì đạt được một đạo thiên địa bản nguyên lại thêm tám loại thiên tài địa bảo khoáng thế mà một đạo thiên địa bản nguyên duy nhất chính là quy tắc sát lục bình thường hắn chưa từng hiển lộ ra ai cũng cho rằng hắn chỉ tu luyện quy tắc quang minh lá bài tẩy này hắn nguyên bản muốn lưu đến thiên viện đại chiến mới dùng lần trước thời điểm thiên viện đại chiến hắn mới chỉ là tứ diệp còn không có được thiên địa bản nguyên này có thể có được thiên địa bản nguyên nói rõ phúc vận của hắn nghịch thiên đây chính là ngay cả đại bộ phận tổ vương cũng đỏ mắt cũng là nguyên nhân hắn vẫn giấu mà không lộ ra nhưng hiện tại hắn không nhịn được lăng hàn ngoác ngoác ngón tay đến tác thành ngươi thân hình u nguyên giết ra trong một tiếng giết gào quy tắc sát lục hóa thành một cây trường thương đỏ như máu oanh trường thương tựa như tia chấp bắn ra muốn đóng đinh lăng hàn Lăng Hàn vẫn sử dụng quy tắc lôi đình, triển khai nộ quyền, đón đánh về phía U Nguyên. Đánh nhau cùng cấp, hắn sợ qua ai? Oanh, 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 hai thiên kiêu trẻ tuổi đấu đối diện, U Nguyên chỉ nhận mấy chiêu, liền bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn mỗi tiếp một quyền của Lăng Hàn đều run lên, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn không thể tin tưởng, kỳ thực hắn cũng không chỉ tu luyện quang minh cùng sát lục, mà là mỗi một đạo đều có nghiên cứu, chỉ là trọng tâm ở hai chi này, cái khác lướt qua liền thôi, không có đảo quá sâu. Nhưng cái này không trở ngại hắn nhận thức đại khái đại đạo khác, nhìn hiện tại Lăng Hàn nổ ra quy tắc công kích liền tuyệt đối không bình thường. chương 2568 Cánh Gà Nướng Uy lực quá to lớn, vượt qua trình độ nhị liên phải có. Không hổ là đế tinh, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, bởi vì Lăng Hàn vận chuyển quy tắc lôi đình xác thực càng mạnh mẽ hơn, đây chính là dung hợp quy tắc của hai giới. Nhưng mà, cảm giác đến thì có ích lợi gì, ung nguyên bị Lăng Hàn áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong tất cả mọi người tê cả ra đầu, hoàn toàn không lời. Bọn họ biết Lăng Hàn cũng là một vị đế tinh, nhưng hai đại đế tinh đánh nhau cùng cấp, không phải đặc sắc lộ ra sao. Nhưng mà, cục diện bây giờ là hoàn toàn nghiêng về một phía, U Nguyên ở vào hạ phong cực kỳ rõ ràng, căn bản chỉ có lực lượng chống đỡ. Đây là đế tinh áp chế đế giả còn tạm được, tại sao lại như vậy? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, tiến hóa lũy thừa của Lăng Hàn vô hạn tiếp cận 11, khái niệm này nghĩa là gì? hắn hầu như vừa ra đế tinh một cấp độ xác thực tương đương với đế tinh áp chế đế giả ầm um, ầm um, ầm um, nộ quyền liền oanh sắc mặt của u nguyên càng ngày càng khó coi hắn thủ đoạn ra hết tuyệt chiêu gì cũng dùng rồi nhưng trước sau bị lang hàn áp chế không có tính khí sắp đến một trăm chiêu mà hắn cũng sắp không kiên trì được nữa hai mắt u nguyên đỏ chót hắn không cách nào khoan dung mình đánh nhau cùng cấp thua người khác thậm chí chỉ là một trăm chiêu mà thôi đi chết hắn gầm dữ dội một tiếng Hoa sen trên trán trong nháy mắt có thêm tám lá. Hắn thả ra áp chế tu vi, khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Oanh, sức chiến đấu của hắn nhất thời nổ tung, một trường cắt ra, trực tiếp xé rách không gian, có thể trong nháy mắt liền cắt Lang Hàn vụn vặt. Lang Hàn hừ lạnh một tiếng, đã lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm ngang cắt. Phốc, cánh trái của U Nguyên phóng lên, huyết quang đầy trời, thật giống như thiên địa khóc lóc đau khổ. A, à, U Nguyên lùi lại, còn sót lại một cái cánh phất phới hiển lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Hắn bạo phát thì đã có sao, đừng quên trong tay Lăng Hàn cũng có một đại sát khí, hắn là chống đỡ không nổi uy lực của tiên ma kiếm, mới bị ép đáp ứng đánh nhau cùng cấp với Lăng Hàn. Hắn trong cơn giận dữ muốn giết Lăng Hàn một cái xuất kỳ bất ý, nhưng không ngờ Lăng Hàn vẫn phòng bị hắn, kết quả ngược lại là cánh của hắn bị chém rớt một cái. Hắn thất bại, U Nguyên thất bại, đây là tiết tấu muốn lật trời sao, bá này cũng thật đáng sợ, đánh nhau cùng cấp thắng U Nguyên chỉ cần khoảng chừng trăm chiêu, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung. Sau này, chính là thiên hạ của bá, thời đại của bá A. U Nguyên giận không nhịn nổi, thực lực chân thật của hắn không biết cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu lần, nhưng bởi vì đối phương có một thần binh, để hắn không thể làm gì, mà đánh nhau cùng cấp lại không phải đối thủ của Lăng Hàn, để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới lần trước trong thiên viện đại chiến gặp phải mấy yêu nghiệt vô thượng cũng từng để hắn cảm thụ qua vô lực như vậy không có ai ngăn cản nữa chứ. Lăng Hàn cười nói, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra giá nướng, sau đó thu cái cánh của U Nguyên tới, nhổ lông, lại lấy nước trong vắt tẩy đi vết máu cùng cho bụi, phóng tới trên giá nướng. Chuyện này, tất cả mọi người đều nghe răng, kia mà cánh của U Nguyên A, tinh hoa của thiên sứ tộc có đại bộ phận ngưng tụ ở trong hai cánh, đối với những người khác mà nói đúng là vật đại bổ, nhưng người lại ở trước mặt mọi người nướng, đây cũng quá không còn gì để nói đi. Ba nữ hổ nữ cười hì hì, đương nhiên lập tức gia nhập vào, bốn người phân ngồi một góc, chờ cánh nướng chín, dĩ nhiên để người của khu vực thiên sứ nổi giận, trùng tộc cùng thánh thú thì khiếp sợ, đám ác ma thì bùng nổ ra tiếng hoan hô kinh thiên. Hãnh diện A, à, nín nhiều năm như vậy, khu vực ác ma rốt cục ra một thiên kiêu vô thượng, ngay cả U Nguyên cũng có thể đạp ở dưới chân. U Nguyên hận hận nhìn lăng hàn, muốn chiến thắng đối thủ này có hai biện pháp. Thứ nhất đi kiếm một vũ khí tuyệt thế sắc bén, có thể gánh vác được tiên ma kiếm. Thứ hai, hắn tiến thêm một bước nữa, tu ra thập nhất bí, như vậy thực lực của hắn sẽ nhảy một cái bước vào thăng nguyên cảnh, vậy coi như chỉ là cách không một quyền cũng có thể đánh nổ lăng hàn thành thịt nát. Hai người so sánh, đương nhiên là cái sau càng thêm dễ dàng thực hiện. Hắn vung tay lên, xoay người rời đi, lưu lại chỉ có mất mặt, chẳng lẽ muốn thưởng thức những người này gặm nhấm cánh của mình sao? Ô Nguyên vừa đi, người của khu vực thiên sứ cũng không mặt mũi nào lưu lại nữa, tương tự ỉu xìu chán trường ai về nhà nấy. Cái này rõ ràng là khu vực thiên sứ, nhưng thành nơi lăng hàn nướng thịt, để những người khác nhìn mà không nói gì. Thơm quá, nước miếng của hồ nữ chảy ròng, đây chính là cánh của một vị đế tinh, hiệu quả bổ dưỡng không thấp hơn một cây đại dược, tự nhiên khiến người ta thèm nhỏ rãi. Lăng hàn, chín chưa? Nàng nũng nịu nói, lăng hàn cười ha ha nói. Được rồi, sắp chín rồi, chiếc cánh này đã nướng đến vàng óng ánh, ngoài ra hiện ra vàng giòn, hương vị mê người, đừng nói bốn người bọn họ đã chảy nước miếng, ngay cả đám thiên sứ tộc đóng cửa lại không nhìn cũng nuốt nước miếng. Tinh hoa của một tên đế tinh ngưng tụ, thập toàn đại bổ dược A. À. Lại một lúc sau, lang Hàn cất giá nướng, cắt thành ba phần cho ba nữ, sau đó lưu lại một khối, đây là muốn cho chúng nữ ở trong hắc tháp, tu vi của các nàng quá thấp, ăn một chút xíu liền được rồi, bằng không tốt quá hóa dở, sẽ bổ chết mình. Bốn người cần ăn, bốn phía là âm thanh nuốt nước miếng, đây thực sự là quá thơm quá mê người. Chờ tiêu diệt bữa tiệc lớn này xong, Lăng Hàn mới phủi mông một cái, quay lại khu vực ác ma. Toàn bộ khu vực ác ma đều náo động, ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập sùng bái, nếu không phải Lăng Hàn quá mức lạnh nhạt, bảo đảm có vô số người sẽ tập hợp tới. Hắn bắt đầu luyện hóa tinh hoa trong thịt nướng, cái này tương đương với tiên dược đại bổ, Lăng Hàn bỏ ra dòng dã 7 ngày mới rốt cuộc luyện hóa xong, nắm giữ tư cách xung kích tam bí. Nguyên bản Lăng Hàn đã đạt đến nhị bí hậu kỳ, hiện tại lại được tu bổ, trực tiếp lướt qua nhị bí đỉnh cao. Hắn nuốt một viên Thiên Thu Nhất Mộng Đan, tiến vào trong thời gian trường hà. Dị vực có quy tắc thời gian, đương nhiên cũng có thời gian trường hà, chỉ là nơi này chỉ có dựa vào Thiên Thu Nhất Mộng Đan mới có thể đi vào, hoặc chính là Thiên Tôn lấy lực lượng vô thượng cưỡng ép xông tới. Chương 2569, Tam bí, nhưng coi như là Thiên Tôn cũng không cách nào ngang hàng Thiên Địa Vĩ Lực, chỉ cần vừa rời thời gian trường hà, tất cả ký ức trong này đều sẽ bị chém xuống. Cổ Kim không thể nghịch chuyển, tương lai không thể thay đổi. Lang Hàn ở nơi thời gian chung kết ngộ đạo, nơi này không có khái niệm thời gian, nháy mắt có khả năng vượt qua vô cùng năm tháng, mà vô cùng năm tháng cũng có khả năng chỉ là một giây ở ngoại giới. Đây là đơn vị thời gian mà Lang Hàn học được từ chỗ ngõ lý, đã được hắn tiếp thu dùng tới. So với phương thức đo như một nén hương, một cái tim đập, phút, giây chính xác hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn chính xác đến tình trạng phần nghìn giây, phần triệu giây. Ở đây, Lang Hàn dễ dàng liền đột phá tam bí, nhưng hắn không có lập tức quay về. Mà ở đây tiếp tục tìm hiểu, cho đến khi dược lực của Thiên Thu nhất mộng đan tiêu hao hết, thần hồn của hắn mới trở lại trong thể xác. Thiên kiếp lập tức đến, hắn đi độ kiếp, sau một ngày liền rơi xuống, ung dung vượt qua. Mà trên thực tế, cảnh giới của hắn đã đạt đến Tam bí trung kỳ, trong cánh của U Nguyên ẩn chứa tinh hoa thực kinh người, trước đó hắn căn bản không có dùng hết tinh hoa ở trong đó, mà hắn ở nơi thời gian trung kết lại ngộ đạo một hồi, nhìn như chỉ một hồi, trên thực tế vượt qua năm tháng là vô cùng. Bởi vậy vượt qua thiên kiếp hắn hấp thu luyện hóa lực lượng tinh hoa còn lại trong cơ thể tu vi liền đi thẳng tới tam bí trung kỳ hắn trở lại nơi ở lập tức thu được phía học viện thông báo hắn lại đạt được tư cách tham gia thiên viện đại chiến ha ha tới tới lui lui như thế có ý tứ sao lăng hàn biết phía học viện là nhìn thấy hắn ở đánh nhau cùng cấp đánh bại u nguyên vì lẽ đó kiên định áp tiền đặt cược ở trên người hắn cho dù lần này lăng hàn không cách nào mang đến thứ tự tốt cho học viện nhưng lần tiếp theo phỏng chừng sẽ không có người có thể ngăn cản lăng hàn bạo phát làm người a à, ánh mắt đương nhiên phải nhìn lâu dài một ít nếu như đổi thành ở tiên vực lăng hàn khẳng định sẽ hất tay không làm kháo ngươi cho rằng ta là cái gì có thể hô đến gọi đi nhưng hiện tại là ở dị vực lăng hàn không thể tùy hứng hắn có ý hiểu rõ hệ thống võ đạo của dị vực sau này mới có thể tiến hành nhằm vào hắn cũng muốn biết thiên kiêu đời này của dị vực đến tột cùng đạt đến trình độ nào nếu như có khả năng xung kích thiên tôn có phải là nên tìm cơ hội sớm giết chết không lại thêm một lý do nữa hắn phát hiện cánh của thiên sứ tộc đều là tồn tại giống như tiên dược ăn nhiều chút cánh gà có thể để cho tu vi của hắn tăng vọt thẳng tắp vậy tại sao không đi chuẩn bị nhiều hơn một chút tin tưởng hiệu quả như vậy cũng chỉ có đế tinh của thiên sứ tộc mới có thể nắm giữ rất ít ỏi vì lẽ đó cũng chỉ có ở trong thiên viện tỉ thí mới có thể gặp được nếu như phía học viện biết hắn ôm lý do ăn cánh gà mới đáp ứng phỏng chừng những lão gia hỏa kia sẽ tức giận đến hai mắt phun lửa. Không qua mấy ngày, 10 tên thiên kiêu liền ở dưới dẫn dắt của hai vị cường giả cửu liên học viện xuất phát lên đường, về phía Tứ Hoa học viện. Lần này thiên viện đại chiến tiến hành ở trong Tứ Hoa học viện, nhưng hai nhà cách nhau vô số khoảng cách, nếu như chỉ dựa vào phi hành, phỏng chừng cần khoảng vạn năm. Nhưng tuy bọn họ sớm xuất phát, nhưng chỉ có 100 năm, tuyệt đối không thể đi như thế. Làm sao bây giờ? Truyền tống trận a, dị vực khắp nơi có truyền tống trận rút ngắn khoảng cách giữa các nơi vô hạn, có điều bởi vì tứ hoa học viện thực quá xa, cho dù sử dụng truyền tống trận cũng cần gần như 30 năm, bởi vì bọn họ không phải từ một truyền tống trận đi ra liền có thể ngồi lên một cái khác, mà còn phải đi một đoạn đường. 10 người tham gia thi đấu vẫn là U Nguyên lại thêm 9 người chân tuyển, thăng nguyên cảnh dẫn đầu tên là Uyên cùng Thất Sương, Uyên là một trùng tộc mà Thất Sương là thánh thú. Sở dĩ không để thiên sứ tộc hoặc ác ma tộc đảm đương dẫn đầu, tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn cùng U Nguyên mâu thuẫn, miễn cho có thiên vị cuối cùng nguyên náo đến đội ngũ tản đi bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt sau mười mấy ngày đi tới một tòa thành thị sau đó sử dụng truyền tống trận xuyên qua không gian rất nhanh thì đến một tòa thành thị khác nhưng không có lập tức chạy đi sử dụng truyền tống trận đường dài kỳ thực đối với thân thể có tác dụng phụ rất lớn thân thể ở vào trạng thái cực kỳ không ổn định nếu như lại liên tục sử dụng truyền tống trận người chết là việc nhỏ then chốt là sẽ sinh vụ nổ lớn hủy diệt truyền tống trận cùng đường hầm vận chuyển, đối với những người khác tạo thành thương tổn tính chất hủy diệt. Ngõ Lý cũng theo đến, hắn ngụy trang thành một dây truyền nho nhỏ, treo ở trên góc áo của Lăng Hàn. Không thể liên tục sử dụng trận tống trận, là bởi vì khi xuyên qua không gian, sẽ ảnh hưởng tính ổn định của nguyên tử, hạt điện tử phát sinh hỗn loạn, khả năng cực cao khiến thân thể người ta biến thành một vũ khí nguyên tử. Hắn giải thích như thế, người phải biết, kỳ thực mỗi tồn tại như chúng ta đều là thiên địa kết quả, lực lượng thiên địa trước sau ở trên người chúng ta chỉ là người bình thường căn bản mở ra không được dựa theo lý luận của vị diện cao đẳng nếu chúng ta có thể kích phát năng lượng ấy liền có thể bùng nổ ra năng lượng cuồng chiều hủy diệt một tinh thể ngươi có thể tưởng tượng tiềm lực của chúng ta đáng sợ dường nào chẳng trách không thể liên tục sử dụng truyền tống trận cái này có thể để người biến thành vũ khí đáng sợ chiếu ngươi nói như vậy nếu như có thể sử dụng lực lượng thiên địa như vậy tiện tay cầm qua một tảng đá cũng có thể bùng nổ ra lực lượng vô cùng Lăng Hàn hỏi, "Không sai, Ngõ Lý gật đầu, có thể hạn độ mà sử dụng lực lượng thiên địa, chính là thiên tôn mà các ngươi nói. Vì lẽ đó thiên tôn mạnh, hoàn toàn nghiền ép Tiên Vương, ngay cả Tiên Vương tầng 9 ở trước mặt thiên tôn cũng chỉ có phần chết thảm. Song phương sử dụng lực lượng căn bản không ở cùng một cấp bậc." Lăng Hàn cảm giác hợp tác với Ngõ Lý là một việc thông minh cỡ nào, hắn đạt được hết thảy tri thức của vị diện cao đẳng, mà tri thức mới là của kẻ chủ yếu nhất của một vị diện, võ đạo công pháp kỳ thực chính là một loại tri thức dạy ngươi làm sao vận dụng quy tắc. Chương 2570, máu tổ vương. Bọn họ nghỉ ngơi 3 ngày, lại lần nữa sử dụng truyền tống trận trong thành, đi tới một thành thị khác, lần này bọn họ không có nghỉ ngơi nữa, mà tiếp tục ra khỏi thành bay đi. Bởi vì truyền tống trận kế tiếp ở chỗ thật xa, một đường đi qua thời gian đủ để bọn họ tiêu đi tác dụng phụ. Bọn họ cứ như thế, một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại nghỉ ngơi mấy ngày, qua lại ở trong thiên địa dị vực bao la. Tất cả mọi người không có lãng phí thời gian, đạt đến cảnh giới như bọn họ, đi, ngủ đều có thể tu luyện, chỉ là hiệu suất sẽ hơi thấp hơn một ít. Mười năm sau, bọn họ đã đi vô số con đường, mà tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ dự liệu một chút, đã qua một nửa, nếu như tất cả thuận lợi, vậy chỉ cần mười năm liền có thể chạy tới tứ hoa học viện. Ngày đó, bọn họ từ truyền tống trận đi ra, tìm chỗ đặt chân, cái truyền tống trận kế tiếp ở trong thành này, không cần bọn họ chạy đi, có thể cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, Bọn họ phát hiện thành phố này có chút náo nhiệt đến lạ kỳ. Những thành thị khác tuyệt đối không có náo nhiệt như thế, nhiều người đã đến tình trạng chen chúc, khắp nơi có thể nhìn thấy võ giả muôn hình muôn vẻ, mỗi chủng tộc đều có, có mạnh có yếu, có nam có nữ, có già có trẻ. Tất cả mọi người hết sức tò mò, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chạy tới nhiều người như vậy. Bọn họ đi hỏi thăm một chút, hóa ra nơi này sắp tiến hành một cuộc bán đấu giá, mà trên buổi đấu giá xuất hiện một bảo vật, là một bình máu tổ vương hơn nữa còn đạt đến thập tứ liên sau khi nghe nói tất cả mọi người đều cực kỳ động lòng bất luận đồ vật nào trên người tiên vương đều là bảo vật tương đương với tiên dược hình người chỉ là ai cũng hái không được mà muốn nói trên đại dược hình người này bộ phận nào quý giá nhất vậy không nghi ngờ khẳng định là tinh huyết lần đấu giá này chỉ là máu của tổ vương mà không có nói tinh huyết tổ vương vậy hiệu quả liền tranh lệch rất nhiều nếu không thì sản đấu giá khẳng định đã sớm trắng trợn tuyên dương ngẫm lại cũng đúng Tinh huyết là đồ vật hiếm có cỡ nào, ngay cả tiên vương cũng không thể có nhiều, là tinh hoa của một vị tiên vương. Hơn nữa, tiên vương sẽ lấy ra đồ vật trên người mình bán kiếm tiền sao, muốn tiền, tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được vô số. Vì lẽ đó, máu tổ vương này khẳng định không phải một vị tổ vương chủ động lấy ra, hoặc là ở trong đại chiến rơi ra, bị người nhặt lên, hoặc chính là tổ vương tử vong, tinh luyện từ trên người hắn. Đừng nói mấy tiên phủ cảnh như U Nguyên, ngay cả hai cường giả cấp bậc Thăng Nguyên cũng tìm đập thình thịch hận không thể chiếm làm của riêng. Ngược lại thời gian còn nhiều, mà khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu chỉ mấy ngày, mọi người liền quyết định ở đây thêm mấy ngày, chờ buổi đấu giá qua lại hành động. Tất cả mọi người làm nóng người, muốn lấy được bình máu tổ vương này, lặng lẽ kiểm kê tiền của mình, có đủ mua lại bình máu tổ vương này hay không? Nhìn nhiều người như vậy đi tới nơi này, liền biết bình máu tổ vương này quý giá cỡ nào, đến thời điểm cạnh tranh tuyệt đối là cực kỳ kịch liệt. Cách ngày bán đấu giá chỉ 7 ngày, bởi vậy, bọn họ không có nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi tới sàn đấu giá. U Nguyên khát vọng nhất, cho dù hắn là đế tinh, tu vi tinh tiến hầu như không có bình cảnh, nhưng đột phá vẫn cần tích lũy. Hiện tại, hắn cần thời gian tích lũy rất lâu, để cho mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một lần xung kích trên thập nhất bí. Một bình máu tổ vương tuyệt đối có thể giúp hắn bước ra bước đi này. Hắn không có dấu vết nhìn lang hàn một chút, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ lấy lang hàn khai đao, ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn, cuối cùng lén lút làm thịt, triệt để xóa đi ra hỏa mang cho mình sỉ nhục này. Vô nhai, tốn phong cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ cách thập nhất bí xa xa khó vời, nhưng có một bình máu tổ vương giúp đỡ, liền có thể nhìn thấy hy vọng. Những người khác cũng gần như vậy, ngay cả huyên cùng thất xương cũng hai mắt tỏa sáng, nếu như bọn họ có lượng lớn máu tổ vương, nói không chắc có thể đột phá tổ vương, tuy hy vọng này nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn để bọn họ quyết định táng ra bại sản cũng phải bắt bình máu tổ vương này. Một lúc sau, bọn họ đi tới sàn đấu giá. Dù lần này vì máu tổ vương còn cố ý mở rộng sàn đấu giá, hơn nữa tổng cộng có bốn đường núi có thể đi vào, nhưng bên ngoài vẫn xếp dài như trường long, không biết có bao nhiêu người khát vọng với chai bảo huyết này. Sắc mặt bọn người u nguyên không dễ nhìn chút nào, trên người bọn họ mang theo tài vật có hạn, chỉ có một ít tinh thạch để tu luyện, một hai cây tiên dược dùng để trợ giúp đột phá hoặc cứu mạng, nhưng tuyệt đối không thể là đại dược cấp tiên vương. Nhưng những người khác là có chuẩn bị mà đến, Muốn đánh thắng những người này nói nghe thì dễ. Trước lang Hàn ở khu vực trung lập chôn giết hơn 100 tổ vương, tự nhiên cũng nắm giữ của cải kinh người, nhưng hắn đối với máu tổ vương không có hứng thú gì, bởi vì mặc dù lúc đó có chút tổ vương bị hắn thô bạo đánh giết thành cặn bã, nhưng vẫn có rất nhiều tổ vương bảo tồn thi thể hoàn chỉnh, bị hắn thu vào trong hắc tháp. Muốn máu tổ vương, hắn có nhiều, thậm chí tinh huyết tổ vương cũng không ít. Nhưng để hắn trực tiếp đi sử dụng máu tổ vương, vậy uống vào khả năng duy nhất chính là bảo thể mà chết năng lượng trong đó quá lớn, ý chí võ đạo lại quá mạnh, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chịu đựng. Muốn dùng, nhất định phải mời trí cường giả ra tay, hỗ trợ luyện hóa vật chất trong đó, bằng không chính là đang tìm chết. Phòng đấu giá có thể lấy ra máu tổ vương bán, hẳn là đã luyện hóa vật chất trong đó, có thể trực tiếp sử dụng. Lăng Hàn cảm thấy hứng thú chính là loại thủ đoạn luyện hóa này, nếu như có thể học được, vậy hắn tương đương với thu được số lượng tiên vương đại dược kinh người. Hắn mượn cớ tách mọi người ra, thậm chí không để ba nữ theo, mà tìm góc không người, thay đổi hình thể, biến thành một thiên sứ tộc, khí tức cũng biến đổi, nhưng hắn không có tu luyện quy tắc quang minh, vừa động thủ sẽ lộ ra nguyên hình. Thiên sứ tộc trời sinh liền có thể sai khiến quy tắc quang minh, cho dù không có chủ tu môn quy tắc này, vẫn sẽ ở thời điểm xuất thủ bất chi bất giác hiện ra. Hắn xếp hàng vào sân, sau đó liên lạc với nhân viên của phòng đấu giá. Người nói, có đồ vật cực kỳ quý trọng bán ra. Chương 2571, tiêu tiền một lúc sau một lão giả xuất hiện đây là một cao thủ bát liên tương tự là thiên sứ tộc nhưng biên giới cánh chim đã hiện ra vẻ cho đen đây là hắn trải qua quá nhiều lần thiên nhân kiếp đã tạo thành ảnh hưởng với thân thể lại qua mấy lần hắn liền không thể đứng ở chỗ này nữa mà là trên đầu rụng tóc lòng bàn chân chảy mù lúc nào cũng có thể bỏ mình lang hàn gật gù nguyên bản tiếp đón hắn chỉ là một người giúp việc nhưng hắn hiền lộ cảnh giới một chút còn nói có vật phẩm trọng yếu bán đấu giá mới đổi thành lão giả này tới tiếp hắn món đồ gì lão giả lại hỏi lăng hàn lấy ra một chiếc bình ngọc đặt ở trên bàn lão giả cầm lấy vừa muốn mở ra lại nghe lăng hàn nói cẩn thận một chút hắn không phản đối lẽ nào trong này chứ hồng hoang mãnh thú sao tách hắn mở nắp bình ra nhất thời một luồng sát khí vọt ra để tay hắn không khỏi run lên nhất thời để chiếc lọ kia rớt xuống đất lăng hàn nhanh tay đùng nắm lấy chiếc lọ Trước hắn ở trong hắc tháp thao túng qua thi thể tổ vương, tuy vẫn không thể trực tiếp tiếp xúc tổ vương thân, nhưng cách một chiếc lọ thì không có vấn đề, chỉ cần đừng để miệng bình trực tiếp quay về mình là được. Lăng Hàn để chiếc lọ lên bàn một lần nữa, sau đó khẽ mỉm cười. Lão giả không khỏi lộ ra vẻ mặt lúng túng, Lăng Hàn rõ ràng đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn suýt chút nữa quăng ngã chiếc lọ. Nếu như thật ném hỏng, vậy không biết sẽ tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Đây là, hắn lộ ra kinh sợ chỉ cần cảm ứng hung sát chi khí này một chút hắn liền biết đồ vật trong bình không đơn giản hắn nhìn sang chiếc lọ lần thứ hai sau đó biểu cảm trên mặt thay đổi là một nhân sĩ chuyên nghiệp hắn lập tức tiến vào trạng thái bỏ lúng túng lúc trước qua một bên máu tổ vương hắn thay đổi sắc mặt sau đó vẻ mặt trở nên quái lạ bọn họ thật vất vả đạt được một phần máu tổ vương lúc này lại xuất hiện một bình đây cũng quá đúng dịp chứ có điều còn chưa luyện hóa hắn nhíu mày cái này sẽ ảnh hưởng giá cả bán đấu giá. Quý hãng có biện pháp tinh luyện máu tổ vương sao? Lăng Hàn hỏi, không, lão giả lắc đầu, sau đó lại nói, đây là một loại bí thuật, chỉ nắm giữ ở trong tay số ít thế lực. Có điều, người cũng không cần để ý, dù sao thiên hạ không có nhiều máu tổ vương như vậy. Cũng đúng, tổ vương nào không có chuyện làm cả ngày lấy máu ra chơi. Nhưng Lăng Hàn thầm nghĩ trong lòng, tổ vương thì có thể lợi dụng trong hắc tháp chí ít hơn 100 bộ, đây là của cải kinh người cỡ nào. Hơn nữa, Lăng Hàn không có dự định bán máu tổ vương, mà là muốn giữ lại cho mình dùng, vậy tự nhiên là cần phương pháp luyện hóa. Ngươi dự định đổi bình máu tổ vương này thành tinh thạch, hay lấy vật đổi vật? Lão giả hỏi, nếu như cái trước, chúng ta sẽ thu lấy 15% thủ tục phí, nếu là trường hợp sau, vậy ngươi phải thanh toán cho chúng ta 10 vạn tinh thạch. Sau, Lăng Hàn nói, trực tiếp ném ra một cái không gian thần khí, sau đó lấy ra một ít tinh thạch, vừa vặn 10 vạn. Vậy ngươi muốn hối đoái thứ gì? Lão giả hỏi, hắn tự nhiên hy vọng Lăng Hàn tuyển cái trước, giá trị một phần máu tổ vương tuyệt đối tới 100 triệu tinh thạch. Lăng Hàn không chút do dự nói, thủ đoạn tinh luyện máu tổ vương. Lão giả kinh ngạc, hắn đã nói rõ ràng như vậy, sao Lăng Hàn vẫn nhìn chằm chằm không thả. Hắn hơi suy nghĩ, không khỏi hít vào một hơi nói, "Ngươi không chỉ nắm giữ một phần máu tổ vương, con số này nhất định sẽ không ít, bằng không coi như ngươi đổi được phương pháp tinh luyện thì đã làm sao, giá trị tăng thêm không quá một phần máu tổ vương này." vẫn thiệt thòi a à. nhà ngươi có tổ vương sao muốn máu liền có máu tuy trong lòng hắn cho là như vậy nhưng ngoài miệng tự nhiên không thể hỏi người làm ăn không thể quá hiếu kỳ nhưng hắn vẫn nói thêm một câu nếu như ngươi có càng nhiều máu tổ vương có thể giao cho chúng ta bán ra số lượng nhiều chúng ta có thể giảm phí thủ tục hơn nữa làm ăn ở phòng đấu giá của chúng ta tin tức thân phận tuyệt đối bảo mật không cần lo lắng sẽ gặp phải phiền toái gì lang hàn chỉ cười cợt thứ nhất hắn nắm giữ máu tổ vương quá nhiều căn bản không thể lấy ra toàn bộ bán đấu giá thứ hai hắn làm sao có khả năng dễ dàng tin tưởng người khác như thế người nói bảo mật liền tuyệt đối bảo mật đương nhiên hiện tại hắn ngụy trang kỳ thực cũng không sợ bị người ta biết máu tổ vương là hắn bán quan trọng nhất chính là hắn cũng cần máu tổ vương còn có các nàng nữ hoàng nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều lão giả lại khuyên vài câu nhưng lăng hàn căn bản không đổi ý nhưng lưu lại một chỗ trống nếu như lần này hợp tác vui vẻ nói không chắc hắn còn có thể mang phần máu tổ vương thứ hai đến chỗ này bán đấu giá. Sau khi quyết định, Lăng Hàn được mời đi tới phòng khách, mặc dù đối với phòng đấu giá mà nói, sinh ý 10 vạn tinh thạch không coi là nhiều, nhưng không chịu nổi Lăng Hàn lấy ra đồ vật quá mức quý giá, bởi vậy cũng có đãi ngộ cấp bậc quý khách. Trong sàn đấu giá dùng đến quy tắc không gian, tự thành một động thiên, kết cấu không khác sàn đấu giá phổ thông, nhưng to nhỏ là gấp trăm lần trở lên, có thể chứa được trăm vạn người. Lăng Hàn ngồi ở trong một bao xương, hơn nữa tầm nhìn còn vô cùng tốt, cho thấy phòng đấu giá coi trọng hắn. Không lâu lắm, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ngõ lý biến trở về hình người, ngồi ở bên cạnh lăng hàn, hắn trí tuệ sơ khai, đang đứng ở trong học tập cao tốc, chỉ là trước đây học tập tri thức của vị diện cao đẳng, hiện tại là học làm người như thế nào. Hắn nhìn cực kỳ nhập thần, hắn có thể mở ra một loại hình thức, đồng thời bắt giữ âm thanh, vẻ mặt của mỗi người, sau đó tiến hành phân tích, tính toán, để cho hắn học tập, Lăng Hàn đặt chú ý ở trên vật đấu giá, bảo bảo hiếu kỳ này hắn liền không thèm để ý. Mới đầu vật đấu giá đều hết sức bình thường, Lăng Hàn nhìn nghe, đều không nhịn được ngáp một cái, cho đến khi có tiên dược xuất hiện, hắn mới lên tinh thần. Tuy nhiên đại không dài, nhưng nếu là tiên dược liền cực kỳ quý giá, có thể dùng để luyện đan. Lăng Hàn tự nhiên ra tay, tuy hắn giàu nước đố đổ vách, có của cải của hơn trăm tên tổ vương, dù những tổ vương kia không thể mang theo toàn bộ gia sản, nhưng chỉ cần một bộ phận nhỏ cũng phú khả địch quốc chương 2572, thuật tinh luyện thượng. Chỉ cần là tiên dược, hắn liền mặc kệ niên đại dài ngắn, có thể luyện chế ra đan dược gì, một câu, mua mua mua. Nhìn thấy hắn dầu nước đố đổ vách như thế, người phía dưới còn có các bao xương khác đều liên tiếp nhìn lại, tựa hồ muốn biết tài chủ trong phòng khách này đến cùng là ai. Lăng Hàn nhất thời này sinh ác tâm, ý niệm chuyển động, hắn lập tức biến thành dáng dấp của U Nguyên, sau đó đóng lại trận pháp trong bao xương, cái này có thể hình thành một kết giới, Thần thức của người ngoài không cách nào dò vào, đương nhiên thị lực cũng không thể xuyên thấu. Nhất thời, dáng dấp của hắn bày ra ở trước mặt chúng nhân. Ồ, U Nguyên cũng hết sức tò mò với người bí ẩn này, chỉ là hắn không quay đầu lại, mà là sau khi mọi người phát ra các loại âm thanh kinh ngạc, hắn mới quay đầu lại liếc nhìn. Sau đó, hắn liền kinh ngạc, người này lại cùng hắn giống nhau như đúc. Có điều hắn cũng không quá để ý, dị vực to lớn, nhân khẩu nhiều như vậy, xuất hiện sự tình giống nhau cũng không hiếm thấy rất ngông cuồng có người cười gần, không ưa lăng hàn dùng tiền lớn lối như vậy thật giống như tất cả mọi người đều bị hắn hạ thấp xuống ha ha tiền của không lộ ra ngoài đây là muốn người đánh cướp hắn sao ha ha ta nói các vị chúng ta cũng không cần ra giá cạnh tranh chờ sau đó chỉ cần cướp người này là được lăng hàn cười ha ha vẻ mặt cực kỳ hung hăng muốn đánh cướp ta chiếc xe mình là mặt hàng gì ước lượng thực lực của mình một chút còn có không tìm được ta mà nói đến bách chiến học viện, ta tên U Nguyên. Phốc, U Nguyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, muốn nói có một người cũng gọi U Nguyên còn có thể nói trùng hợp, nhưng còn ở bách chiến học viện, vậy thì không đúng. Trong học viện chỉ có một U Nguyên, chính là hắn, đế tinh duy nhất lúc trước. Hắn có cửu án với người này sao, lại cố ý đào hầm cho hắn. Đừng nói hắn, ngay cả Uyên cùng thất xương cũng nhíu mày. Người này một hơi chụp lấy rất nhiều tiên dược, của cải kinh người như vậy tự nhiên sẽ chọc người đỏ mắt hiện tại hắn cố ý giả mạo U Nguyên, không biết sẽ tạo thành phiền phức bao lớn cho đội ngũ bọn họ. Người này quá âm hiểm, cố ý mở kết giới lộ ra thân giả, chính là vì gắp lửa bỏ tay người. Lăng Hàn hung hăng, ngay cả trận pháp cũng mở ra. Ngõ Lý kỳ quái nhìn, hắn nắm giữ tri thức không biết vượt qua bất luận học giả bao nhiêu lần, nhưng nói đến âm mưu quỷ kế, hắn hoàn toàn là tay mơ, không thể nào hiểu được tại sao Lăng Hàn muốn làm như thế. Hắn lý giải thế sự đều đến từ tính toán, mà chuyện đang xảy ra, hắn tính toán làm sao cũng không cách nào ra kết quả. Bán đấu giá tiếp tục, sau 5 ngày, rốt cục đến phân đoạn then chốt cuối cùng. Để mọi người đợi lâu, người bán đấu giá ấn ấn tay, nguyên bản, bản điếm chỉ có một phần máu tổ vương, nhưng bởi vì một ít tình huống đặc thù, hiện tại lại nhiều một phần. Mọi người vừa nghe, ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hiện tại là hai phần máu tổ vương. Có điều, người bán đấu giá dừng một chút, phần máu tổ vương thứ hai không có tinh luyện, lời này vừa nói ra, chỉ ít để 99% người đều lập tức lắc đầu. Không tinh luyện, thì dùng như thế nào? Trực tiếp dùng, vậy tương đương với để một đòn của tổ vương bạo phát ở trong người, ai có thể nhận được? Dù lướt qua người cũng không được, khí thức của tổ vương quá bá đạo, lực phá hoại kinh người. Thế nhưng, còn lại không tới 1% võ giả lộ ra vẻ động tâm, máu tổ vương không có tinh luyện qua khẳng định cạnh tranh có hạn, giá sau cùng còn lâu mới có thể so với tinh luyện. Lấy giá khá nhỏ đổi được bảo vật, tự nhiên là kiếm lời. Bọn họ nắm giữ phương pháp tinh luyện máu tổ vương, biết rồi, nhanh bắt đầu đi." Có người thúc giục, "Phải, nhanh bắt đầu." Người bán đấu giá không có thừa nước đục thả câu, mà nói: "Có điều, chủ nhân của phần máu tổ vương này không muốn tinh thạch, mà là muốn trao đổi phương pháp tinh luyện máu tổ vương." "Hả?" Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, lại có thể có người dùng máu tổ vương trao đổi biện pháp tinh luyện. "T, nếu không phải đối phương còn có lượng lớn máu tổ vương, ai sẽ làm việc ngốc như vậy?" nhưng tổ vương hầu như vô địch thiên hạ ai có thể nuôi nhốt một vị tổ vương đến lấy máu tất cả mọi người kỳ quái càng có chút hiếu kỳ không nói ra được muốn hỏi người lấy ra bán có mấy người thì đánh chủ ý tới phòng đấu giá chỉ cần bọn họ tạo áp lực phòng đấu giá nhất định sẽ khai ra nhà bán đến thời điểm kha kha hết cách rồi ai bảo cái suy đoán này quá kinh người lại dùng máu tổ vương đến trao đổi phương pháp tinh luyện không phải máu tổ vương nhiều kinh người ai sẽ tin tưởng Lăng Hàn không thèm để ý mọi người nghĩ như thế nào, ngược lại hắn là dùng dáng dấp ngụy trang tiến hành giao dịch, đối với khi thiên thuật hắn tràn ngập tự tin. Hơn nữa, người đến nơi này tham gia bán đấu giá chắc chắn sẽ không phải là tổ vương. Tổ vương còn cần máu tổ vương sao? Đúng, tổ vương trong lúc đó còn có cấp độ phân chia rất lớn, nhưng ở trên bản chất là cực kỳ tiếp cận, dùng máu tươi tổ vương khác hầu như không có lợi, nếu không thì tầng thứ tổ vương đã sớm lộn xộn lập tức liền có rất nhiều người trong bóng tối liên lạc với người bán đấu giá muốn dùng phương pháp tinh luyện của mình trao đổi máu tổ vương mà phòng đấu giá thì nói hiệu quả của mỗi loại phương pháp tinh luyện cho lăng hàn để hắn tham khảo lựa chọn kỳ thực loại bí pháp này cũng không phải quá mức quý giá bởi vì hầu như không có cơ hội đi luyện hóa máu tổ vương nắm giữ hay không nắm giữ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng vận mệnh của một gia tộc một thế lực bởi vậy mới sẽ có nhiều người sẵn lòng trao đổi như vậy ở những người khác xem ra giá trị của một phần máu tổ vương cao hơn quá nhiều. Lăng Hàn nhìn giới thiệu của mỗi loại phương pháp tinh luyện, đều có ưu khuyết điểm rõ ràng. Tỷ như phương pháp tỷ suất chuyển hóa cao thì cần dùng càng nhiều tiên dược, tương đương thành phẩm kỳ thực không thấp một chút nào, mà biện pháp tiêu hao ít, tỷ suất chuyển hóa liền thấp đến đáng thương, một phần máu tổ vương tinh luyện chỉ có thể đạt được một phần ba. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định lựa chọn pháp môn tỷ suất chuyển hóa cao, hắn tình nguyện dùng nhiều một ít tiên dược, ngược lại có tiền chương 2573, thuật tinh luyện hạ. Sau khi hắn làm ra lựa chọn, bình máu tổ vương này liền lọt vào trong tay một tên cường giả, người kia tiếp nhận chiếc lọ, cười nói. Người bán vật phẩm, nếu như có càng nhiều máu tổ vương, có thể liên hệ ta, ta ở phía tây trấn này, mã vương khách sạn, sẽ chờ người ba ngày. Hắn cũng không biết người bán là ai, bởi vậy lời này không có đối tượng rõ ràng, chỉ quay về không khí nói. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, hắn đã chiếm được phương pháp tinh luyện máu tổ vương, làm sao có khả năng còn bán máu tổ vương cho người khác. Cho ta nhìn một chút, ngõ lý đột nhiên nói, Lăng Hàn đưa tới một khối ngọc thạch, bên trong ghi chép phương pháp tinh luyện, hắn đã nhớ rồi, cho dù ngõ lý không trả lại ký ức tinh thạch hắn cũng không sợ. Ngõ lý tiếp nhận, thả ở trên chán, một lúc sau mới nói. Căn cứ thổi diễn của ta, môn công nghệ này còn có thể tiếp tục cải tiến, tăng tỷ suất chuyển hóa lên tới 99,97%, hơn nữa, tiêu hao vật liệu cũng có thể giảm thiểu một phần ba. Lăng Hàn không khỏi đại hỉ, hắn không nghi ngờ ngõ lý chút nào, thứ này căn bản không có học được kỹ năng này. Vậy ngươi nhanh bắt đầu đi, ngõ lý gật đầu, ta cần 5 ngày 6 tiếng 39 phút 11 giây. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, trên người có từng đạo từng đạo hào quang giật động, đã tiến vào trạng thái suy tính. Lăng Hàn kiên trì chờ đợi, kế tiếp chính là máu tổ vương đã tinh luyện, hắn vốn muốn mua, nhưng ngẫm lại máu tổ vương trên người mình nhiều thái quá, đấu giá với những người này thực không khôn ngoan, có khả năng tăng gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Vậy cần gì chứ, hắn nhiều tiền, nhưng không nhiều đến tình trạng có thể tùy ý tiêu xài. Cạnh tranh kịch liệt ngoài ý muốn, máu tổ vương thực quá hiếm thấy, hầu như tương đương tiên vương đại dược, công hiệu đương nhiên cũng cực kỳ chắc việt, bởi vậy kịch liệt như vậy tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Bọn người vô nhai, tốn phong, u nguyên đang lớn tiếng ra giá, thật giống như kia không phải tinh thạch, mà là cục đá phổ thông hoàn toàn không có giá trị nhưng người điên cuồng hơn bọn hắn nhiều lắm rất nhanh bọn họ liền không thể không âm u lui ra cạnh tranh tập hợp tiền sau đó lại thương lượng làm sao phân máu tổ vương u nguyên lập tức nói bọn họ bắt đầu tập hợp tiền nhưng chỉ tham dự tranh giá ba lần tài lực liền không đủ lúc này bọn họ cũng không kịp nhớ thiên sứ ác ma không hợp tập hợp toàn bộ đội ngũ cùng một chỗ thậm chí ngay cả huyên và thất sương cũng lấy ra toàn bộ gia sản nhưng vẫn không đủ, hiện tại mọi người đã điên rồi. U Nguyên cắn răng, đột nhiên lấy ra một cây tiên dược nói: "Lại thêm cái này, đây là một cây cỏ cao nửa thước, toàn thân xanh biếc, thật giống như ngọc thạch tạo nên, nhìn kỹ, trên phiến lá có từng hoa văn, nhưng cụ thể là cái gì thì làm sao cũng không cách nào phân biệt ra được." Tiên dược cấp Cửu Liên, Thất Xương lập tức nói: "Bích Long Thảo." U Nguyên gật đầu, "Đây là gia tộc dành cho ta sử dụng khi xung kích Cửu Liên." Nhưng đột phá Cửu Liên đối với ta mà nói chỉ là chút lòng thành, ngược lại Thập Nhất Diệp mới là một cửa ải khó. Nếu như không phải vì xung kích Thập Nhất Diệp, hắn đã sớm có thể đột phá Cửu Liên, bởi vì từ ngũ Diệp đỉnh cao bắt đầu, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bước ra bước đi này, chỉ là hắn có dã tâm lớn, đương nhiên không thể thỏa mãn với lục Diệp, thất Diệp, mà nhất định phải đạt đến Thập Nhất Diệp, tiên dược cấp Cửu Liên đương nhiên quý giá, hơn nữa sau khi câu thông, nhà bán cũng đồng ý hắn dùng Bích Long thảo quy ra tiền trả giá đánh đổi như vậy, phần máu tổ vương này cuối cùng rơi vào trong tay đoàn người U Nguyên. Không phải của riêng hắn, còn thêm vào đám người thất xương, Uyên, Tốn Phong, mọi người đều ra tiền. Đây là vật đấu giá cuối cùng, sau khi bán ra buổi đấu giá tự nhiên cũng kết thúc, có điều rất nhiều người đều cười gần, bọn họ không có đơn giản liền bỏ qua như thế, mà còn nhìn chăm chú người bán phần máu tổ vương thứ nhất. Hiện tại bọn họ liền hướng đi phòng đấu giá tạo áp lực, phun ra tư liệu thân phận của nhà bán. Lăng Hàn cười ha ha, để ngõa lý một lần nữa biến thành một dây chuyền, treo ở trên y phục của mình, sau đó đường hoàng ra ngoài, đã biến thành hình tượng của ác ma tộc, ai có thể liên hệ hắn cùng thiên sứ tộc lúc trước chứ? Đám người U Nguyên bắt được máu tổ vương, tự nhiên lập tức rời đi phòng đấu giá, lấy truyền tống trận đi xa. Tuy trong bọn họ có hai cường giả cửu liên tỏa chấn, nhưng trời mới biết có bao nhiêu người đánh chủ ý máu tổ vương, nơi đây tuyệt đối không thích hợp dừng lại. Lăng Hàn trở lại đội ngũ, tuy mọi người có chút ngạc nhiên hắn đi nơi nào, nhưng tuyệt đối không thể liên hệ hắn cùng kẻ gắp lửa bỏ tay người và người bán máu tổ vương đến cùng một chỗ một câu thôi lăng hàn nào có tài lực lớn như vậy bọn họ đi tới truyền thống trận quang ảnh lóe lên veo thân hình đã biến mất mẹ kiếp tới chậm một bước một nhóm năm người đuổi tới nguy tâm đều mở ra cửu liên vừa nãy những người kia đi nơi nào một gã sai vặt quản lý truyền thống trận bị kéo tới bọn bọn họ đi tới đi tới cuồng vân thành gã sai vặt run giọng nói, chỉ cảm thấy hai đùi mềm nhũn. Nhanh, truyền tống chúng ta đi cuồng vân thành, lại một tên cường giả cửu liên nói, gã sai vặt khó xử nói. Năm vị đại nhân, bọn họ vẫn không có kết thúc truyền tống, lúc này nếu như mở ra truyền tống, đường hầm không gian kia có thể sẽ phá hoại, không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đùng, một tên cường giả cửu liên ra tay, trực tiếp chấn gã sai vặt thành cặn bã, hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía một gã sai vặt khác nói. Hắn không nghe lời, người thì sao? Tiểu nhân nghe lời, tiểu nhân nghe lời, gã sai vặt kia vội vã khởi động truyền tống trận. Xeo, truyền tống trận khởi động, một vệt hào quang cuốn lấy, năm người biến mất. Nhưng chỉ một hồi, chỉ nghe oanh, truyền tống trận phá hủy, lực lượng không gian gợn sóng hầu như san bằng cả cái chấn này. Mà ở trong đường hầm không gian, đoàn người lăng hàn đột nhiên run lên, không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, để thân hình của bọn họ bất ổn, không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Không được, đường hầm không gian muốn nổ tung, lập tức xé ra không gian chạy đi. chương 2574, đường núi đổ nát. Thất xương cùng nguyên đều kinh hãi đến biến sắc, nếu để không gian nổ tung, vậy năng lượng hủy diệt dâng lên, ngoại trừ tổ vương ra, căn bản không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hai tên cường giả cửu liên toàn lực ra tay, mở không gian ra một lỗ hổng, mọi người vội vã phi thân nhảy ra. Bất quá như thế nào là đường hầm không gian, ở đây đi một trường, ngoại giới có khả năng đối ứng khoảng cách mấy vạn dặm như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian chạy đi, bởi vậy, thời gian mọi người đi ra ngoài cũng có trước sau, chỉ cần tranh lệch một chút xíu, vậy địa điểm xuất hiện ở bên ngoài cũng xa đến đòi mạng. Lăng Hàn tự nhiên nắm ba nữ hổ nữ ở trong tay, dầu gì hắn cũng có thể thu ba nữ vào hắc tháp, nhưng không gian thần khí lại không được, có khả năng đột nhiên nổ tung cực cao, không gian thần khí nổ nát ở trong hư không, người và đồ vật ở bên trong không biết sẽ chạy đi nơi nào. Xeo xeo xeo, từng người ở trong đường hầm hư không bị văng ra ngoài, mỗi người đều cách vô cùng xa. Ha 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 ha! U Nguyên đột nhiên cười to. Lúc này hắn đang ở trong một sân cốc nhỏ, bốn phía u tĩnh. Chỉ là như vậy, hắn đương nhiên sẽ không hưng phấn như thế. Thế nhưng bình máu tổ vương kia ở trên người hắn rất đơn giản, hắn trả giá lớn nhất. Bởi vậy máu tổ vương liền giao cho hắn bảo quản. Mọi người quyết định trước tiên dùng truyền tống trận chạy đi chỗ khác, hoàn toàn bỏ rơi cái đuôi mới quyết định phân phối bình máu tổ vương này. Mỗi người sẽ được chia bao nhiêu? nhưng hiện tại tất cả mọi người không thấy vậy hắn tự nhiên không cần chia sẻ máu tổ vương cho người phải biết đường hầm không gian nổ lớn món đồ gì cũng có thể hủy diệt vậy một bình máu tổ vương nổ cũng không kỳ quái đúng hay không bá người tuyệt đối không nên chết a à. hắn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói một bên không chút do dự kéo ra nắp bình lau máu tổ vương ở trên người mở ra lỗ chân lông cả người hấp thu lực lượng tinh hoa ở trong đó cảnh giới của hắn không cách nào trực tiếp dùng máu tổ vương mà phải dựa vào da rẻ hấp thu, nếu không thì, cho dù trải qua tinh luyện vẫn có thể dễ dàng căng nứt. Hắn muốn lập tức xung kích thập nhất diệp, chỉ cần bước ra bước đi này, sức chiến đấu của hắn liền có thể tăng vụt đến cửu liên, đến thời điểm đó giết lang hàn tự nhiên là sự tình quá dễ dàng. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần hắn chỉ lau một chút xíu máu tổ vương, số lượng quá nhiều thứ nhất hắn không thể chịu đựng, tương đương với tự sát, thứ hai sau một quãng thời gian, tinh hoa trong máu tổ vương sẽ nhanh chóng trôi qua, tạo thành lãng phí to lớn. Hắn đã sớm đạt đến thập diệp đỉnh cao, mỗi lần hấp thu máu tổ vương, hắn tích lũy sẽ thâm hậu một chút. Khi bình máu tổ vương chỉ còn lại vài giọt, trên người hắn nhất thời phun trào khí thức đáng sợ, như đại hải điên cuồng gào thét, oanh oanh oanh, khí thức cuốn qua, hết thảy núi đá ở phụ cận đều bị chấn đến nát tan. Soảng, giữa bầu trời lôi vân dày đặc, thiên kiếp đã đến. Hắn bước ra bước cuối cùng của tiên phủ cảnh, bước vào độ cao của thập nhất bí chỉ cần vượt qua thiên kiếp tu vi của hắn liền có thể so với thăng nguyên cho dù ba cảnh giới nhỏ của thăng nguyên tranh lệch lớn kinh người nhưng lấy sức chiến đấu của đế tinh cũng đầy đủ lấy quét thăng nguyên tiểu thành đến đây đi đến đây đi u nguyên cười lớn thân hình bay lên không chủ động đón đánh thiên kiếp hắn đã không kiềm chế nổi sau khi vượt qua thiên kiếp hắn liền muốn đi tìm lăng hàn nhân lúc mọi người vẫn không có hội hợp chém tên kia thành vạn đoạn cách đó không xa năm tên cường giả cửu liên đều đưa mắt nhìn lại. Có người độ kiếp, sẽ không phải là mấy tên kia vận dụng máu tổ vương, mới bắt đầu đột phá chứ. Mẹ kiếp, lập tức chạy tới. năm người này đương nhiên chính là lúc trước cưỡng ép khởi động truyền tống trận, kẻ cầm đầu làm hại đường hầm không gian đổ nát, bọn họ cũng bình yên vô sự, bởi vì mỗi người đều là cửu liên rất nhanh lại tụ đến cùng một chỗ, tiếp tục tìm tòi tâm tích của đoàn người bách chiến học viện. Thân hình bọn họ lướt qua, đi tới thung lũng u nguyên độ kiếp đây là cửu liên đại kiếp nạn kỳ quái ta rõ ràng không có cảm giác đến hồn lực biến chất hí năm người đồng thời kinh ngạc hốt lên bát liên thập nhất diệp chỉ có bát liên thập nhất diệp mới sẽ ở dưới tình huống nguồn lực bất biến sức chiến đấu bay thẳng cửu liên không sai thân hình u nguyên hạ xuống hắn đã qua thiên kiếp ánh mắt đảo qua lạnh nhạt nói đường hầm không gian không thể vô duyên vô cớ nổ tung có phải nguyên nhân là các ngươi không hắn là đế tinh không chỉ thiên phú võ đạo cao đến kinh người, trí tuệ tự nhiên cũng là hàng đầu. Nếu như hắn vẫn là thập diệp, vậy tự nhiên chỉ có phần chạy trốn, nhưng hiện tại hắn bước vào thập nhất diệp, tu vi có thể so với cửu liên. Một tên cường giả cửu liên từ tốn nói, ô, tên này không phải công tử bột lúc trước ở trong phòng đấu giá hung hăng sao. Có người nhận ra U Nguyên, đúng, chính là thứ này, năm người đều đại hỷ, thứ này không biết đạt được bao nhiêu tiên dược, cho dù không có máu tổ vương, cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi ha ha, thực sự là trời tặng cho chúng ta. Bọn họ tản ra, bao vây U Nguyên vào giữa. Ra mặt của U Nguyên không khỏi co giật, tên khốn kiếp hãm hại hắn kia đến tột cùng là ai. Nếu như là hắn được nhiều tiên dược như vậy, vậy hắn cũng nhận, then chốt là vô duyên vô cớ gánh tội cho người ta, đây thực sự quá khó chịu. Giao tiên dược cùng máu tổ vương ra, năm người đều lạnh lùng nói, còn có thể lưu người toàn thây. Bọn họ khẳng định là phải diệt khẩu U Nguyên, bởi vậy triệu lưu toàn thây đã là bọn họ khai ân lắm rồi u nguyên không sợ hắn là đế tinh chỉ cần cảnh giới tương đương hắn chính là vô địch vừa vặn bắt các ngươi khai đao hắn uy nghiêm đáng sợ nói ở trước khi giết lăng hàn trước tiên cầm năm người này tế cờ đường hầm không gian làm sao sẽ vô duyên vô cớ tan vỡ đám người lăng hàn nữ hoàng cũng xuất hiện ở trong một rừng cây nhỏ xung quanh một mảnh trống không đây là lúc bọn hắn xông đến giật tán ra một ít không gian loạn lưu tạo thành phá hoại lớn như vậy. Có người ở sau lưng đánh lén sao? Nữ hoàng nói, nhóm bọn họ được máu tổ vương, khẳng định bị người mơ ước, như vậy theo đuôi ở phía sau động chút tay chân cũng không phải là không thể được. chương 2575, sử dụng máu tổ vương, liên tục đột phá. 8 phần 10 là vậy rồi, Lăng Hàn gật gù, hiện tại chạy đi hội hợp với mọi người sao? Nhu yêu nữ hỏi, đi thôi, bọn họ đi mấy ngày, không có gặp phải huyên hoặc là thất xương, nhưng ngõa lý là trước tiên biến trở về hình người. Ta đã cải tiến xong, hắn nói, một bên từ trong đôi mắt bắn ra ánh sáng, ở trước người hình thành một cái màn hình, nhất thời có vô số hình ảnh lướt qua. Trước lăng hàn liền đang nghiên cứu phương pháp tinh luyện máu tổ vương, đã đại thể nắm giữ, hiện tại lại nhìn tới biểu thị của ngõa lý, hắn không khỏi liên tiếp gật đầu, hai người kết hợp lại, hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn nói, ta trước tiên cần phải nghiên cứu một chút, tiến vào hắc tháp, hắn tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ, chỉ sau một ngày, hắn liền bắt tay tinh luyện máu tổ vương. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, hắn không ngừng thất bại, cũng còn tốt thi thể tổ vương trong hắc tháp nhiều lắm, cho dù thất bại mấy trăm lần cũng sẽ không dùng hết một vị tổ vương, dù sao mỗi lần hắn chỉ lấy một chút xíu mà thôi. Đến lần thứ 26, Lam Hàn rốt cuộc thành công. Kỳ thực đây chính là luyện đan, dùng dược liệu đến hóa đi ước số bá đạo trong máu tổ vương, để nó có thể cho võ giả cảnh giới thấp sử dụng hắn một hơi liền để luyện mấy trăm phần, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ta còn ở trên cơ sở này thôi diễn ra phương pháp tinh luyện tinh huyết tổ vương. Lúc này ngõ lý mới thông thả nói, cũng may sự nhẫn nại của hắn tốt, nín lâu như vậy mới còn nói ra câu thứ hai. Đem ra, lăng hàn đại hỉ, hắn mới vừa dùng gần hết một vị tổ vương rồi, nhưng tinh huyết thì không biết nên xử lý như thế nào. Ngõ lý cũng không có tật xấu kéo lên khẩu vị của người, lúc này giao thuật tinh luyện cho lăng hàn. Lăng Hàn lại ở dưới luân hồi thụ mấy ngày, tiếp theo bắt đầu tinh luyện tinh huyết tổ vương. Bởi vì đã có kinh nghiệm nhất định, vì lẽ đó chỉ thất bại 7 lần, Lăng Hàn ngay cả tinh huyết tổ vương cũng tinh luyện ra. Có điều, cho dù trải qua tinh luyện, năng lượng trong tinh huyết quá mức kinh người, vẫn phải bước vào thăng nguyên mới có khả năng sử dụng. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, có vẻ hơi đáng tiếc. Hiệu quả của tinh huyết không biết mạnh hơn máu tổ vương phổ thông bao nhiêu lần, nhưng hiện tại hắn không thể sử dụng, thực sự là đáng tiếc. Đến, mọi người trước tiên ngừng lại có đồ vật cho mọi người lăng hàn đại phân phát máu tổ vương như rượu phổ thông chất đống ai muốn trực tiếp cầm một bình lau ở trên người chúng nữ tự nhiên đều lấy hắn dẫn đầu nếu lăng hàn nói không đi nữa vậy mọi người dĩ nhiên là thanh thản ổn định dừng lại bắt đầu lấy máu tổ vương tu luyện tu vi của chúng ta quá thấp ở trong thiên viện tỷ thí hẳn có thật nhiều người thực lực ở trên bọn ta vì lẽ đó việc cấp bách chính là tăng cảnh giới lên đám người lăng hàn đều lấy máu tổ vương lau ở trên người sau đó ở dưới luân hồi thụ ngộ đạo. Trong máu tổ vương ẩn chứa năng lượng kinh người, còn có lĩnh ngộ võ đạo của tổ vương, sau khi xóa đi bá đạo cùng sát khí trong đó, đối với võ giả mà nói chính là trí chí bảo kinh người, có thể so với đại dược cấp tiên vương. Đại dược cấp tiên vương lại ít bao nhiêu? Trong lịch sử, ngoại trừ hai giới phát sinh siêu cấp đại chiến, bằng không chiến dịch chết đi nhiều tổ vương như vậy cũng chỉ có bị Lăng Hàn chôn giết lần này, để hắn thu hoạch kinh người. Chỉ sau một tháng, Lăng Hàn liền đạt đến tam bí đỉnh cao, hắn ăn một viên nhất mộng thiên thu đan, tiến vào thời gian trường hà, đi tới nơi thời gian chung kết, lấy lực lượng thời gian, chúc bí phủ thứ tư. Sau đó, hắn bắt đầu độ kiếp, thành công bước vào tứ bí, lăng hàn cũng không có dừng lại, mà tiếp tục sử dụng máu tổ vương tăng cao tu vi. Có điều, tùy máu tổ vương quý giá, nhưng cũng không cách nào liên tục sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả, nhưng lăng hàn dầu nứt đố đổ vách, căn bản không thèm để ý, hắn muốn chỉ là tu vi nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, hắn cực kỳ xa xỉ tiêu xài cái này sẽ làm bất luận người nào dưới tiên vương nhìn cũng thổ huyết người thực sự là quá phá sản nhưng lăng hàn không để ý chút nào hắn có chính là thi thể tổ vương giữ lại làm gì lại nói sau khi bước vào thăng nguyên hắn không phải còn có tinh huyết tổ vương sao hiện tại quan trọng nhất chính là tu vi người nhanh chóng tăng cao tu vi như vậy sẽ làm căn cơ bất ổn ngoã lý nói lăng hàn gật đầu ta biết sau khi ta tu tới thập nhất bí sẽ tái tạo căn cơ nện vững chắc đến hoàn mỹ, lại đi xung kích thăng nguyên. Không có đủ tu vi, hắn chỉ có thể dựa vào tiên ma kiếm đến chấn nhiếp địch nhân, cái này không phù hợp võ đạo cho tâm của hắn. Bản thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ, đám người nữ hoàng cũng tu vi bão táp, máu tổ vương quý giá bực nào, hiện tại như đốt tiền tiêu vào trên người bọn họ, tu vi không tăng lên điên cuồng mới quái sự. Đương nhiên tốc độ nhanh nhất chính là Lăng Hàn, dù sao hắn mới là chủ nhân chân chính của khởi nguyên ma phương, lại đã từng làm chúa tể thiên địa, nhận thức đối với quy tắc vượt qua bất cứ người nào. Các nàng nữ hoàng vừa bước vào lục bí, Lăng Hàn đã xông vào ngũ bí, hơn nữa, tốc độ này thật giống như một phát không thể vãn hồi, căn bản không có chậm lại, trái lại trở nên càng nhanh hơn. Khi Lăng Hàn bước vào ngũ bí, hắn cũng tu thành thái trụ tiên thể, có thể hóa thân thành thời gian chảy. Cái này không chỉ có thể dùng ở trong chiến đấu, hơn nữa còn có thể làm cho Lăng Hàn chân chính nắm giữ bí mật thời gian, gia trì thời gian chảy ra tốc với mình, phảng phất như tiến vào phòng tu luyện thời gian, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lục bí, thất bí, bát bí, cửu bí, thập bí. Tốc độ tu hành của Lăng Hàn nhanh kinh người, kết cách rồi, ai bảo hắn nắm giữ máu tổ vương, khởi nguyên ma phương, luân hồi thụ chứ. Vẹn vẹn 50 năm mà thôi, hắn liền từ tam bí tiêu thăng đến thập bí, cái này nói ra tuyệt đối không có một người tin tưởng. Nữ hoàng, hổ nữ cũng tới cảnh giới này, nhưng người nào cũng không thể bước vào thập nhất bí, điều này cần quá nhiều tích lũy, cho dù bọn họ nắm giữ máu tổ vương cũng không thể một lần là là xong. Còn Nhu yêu nữ thì dừng lại ở lục bí, tiềm lực của nàng chỉ như vậy, có thể xông lên lục bí đã đáng quý. Chương 2576, ác chiến u nguyên. Xem ra, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cách nào đột phá, liền trước tiên đi tìm những người khác hội hợp a. Bọn họ xuất phát, đương nhiên là đi thành thị phủ cận lúc trước, nếu như tìm không được nguyên hoặc thất xương, vậy bọn họ liền tự mình đi vào tứ hoa học viện ngược lại còn có khoảng 40 năm thời gian, sẽ không bỏ qua chàng thịnh hội này. Bọn họ ở trong một vùng núi, đi chừng mấy ngày mới tìm được một thôn núi, sau khi nghe ngóng mới biết bọn họ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành thị gần nhất là ở hướng ngược lại. Điều chỉnh một chút, bọn họ lần nữa lên đường, bá, rốt cục để ta tìm được ngươi, một âm thanh lạnh lùng vang lên, là U Nguyên, hiện tại U Nguyên cũng không có thong dong cùng tiêu sái như lúc trước, mà như dân chạy nạn, quần áo trên người rách rách dưới dưới, nếu không phải khí thế kinh người, Lăng Hàn thật cho rằng hắn có phải là bị ai giả mạo không? Lăng Hàn cười ha ha, con trai ngoan sao vậy, lưu lạc đầu đường, bị ép bán mình. Hiện tại múa mép khua môi, đối với người không có chút chỗ tốt nào. U Nguyên uy nghiêm đáng sợ nói, nhiều năm như vậy hắn vẫn đang tránh né năm tên cường giả cửu liên kia truy sát, nhưng đế tinh sở dĩ là đế tinh, tự nhiên nắm giữ ý chí kiên cường. Bởi vậy, truy sát như vậy không những không có để hắn ủ rũ, trái lại đấu trí càng tăng lên hắn tin tưởng không bao lâu nữa là có thể tu bát liên đến hoàn mỹ, sau đó bước vào cửu liên. Năm người này chỉ là đá mài dao để hắn càng mạnh mẽ hơn mà thôi, đương nhiên, kỳ thực hắn cũng cực kỳ phiền muộn, vô duyên vô cớ liền có ngoan ước cho người ta. Hắn thả ra khí thức của mình, uy thế của thập nhất diệp cuồn cuộn, như thiên ma bá chủ. Lăng Hàn kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại bước vào thập nhất diệp, chẳng trách sức lực đủ như thế. Nha, bình máu tổ vương kia là bị ngươi dùng mất đi. U Nguyên bị hắn nói đúng, sắc mặt khẽ thay đổi. Thứ thuộc về mọi người lại bị một mình ngươi dùng, ngươi làm người cũng thật ích kỷ. Lăng Hàn từ tốn nói, ngươi biết cái gì, U Nguyên diễu cợt nói, ta chính là đế tinh, máu tổ vương ở trên người ta mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất, bằng không, cho người khác cũng là lãng phí. Lãng phí hay không lãng phí đó là chuyện của người khác, ngươi cầm đồ của người khác nhưng vô liêm sỉ như vậy, ha ha, ta xem thường ngươi. Lăng Hàn nhìn hắn lắc lắc ngón tay, U Nguyên phẫn nộ không ngớt, hắn vốn muốn chiều đùa Lăng Hàn một chút, chơi đến tận hứng mới giết chết Lăng Hàn, nhưng cái thứ này thật giống như không có óc, lại vào lúc này còn dám lắm lời với hắn. Muốn chết, hắn hung hãn ra tay, oanh, khí thức đáng sợ cuồn cuộn mà động, đây chính là siêu cường giả cấp bậc cửu liên. Bất kể là ở tiên vực hay dị vực, thăng nguyên cảnh đều có thể xưng một tiếng cường giả, dù ở trong thế lực tiên vương tầng 9 cũng có thể thu được một vị trí. Hiện tại U Nguyên nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc cửu liên, hơi động, phong vân sinh, trời xanh cũng thất sắc. Lăng Hàn hét dài một tiếng, ngưng quyền đón lấy. Không biết lợi hại, U Nguyên cười gần, lại còn dám cứng đối cứng với mình, đầu óc nhất định là trái hỏng. Oanh, một đòn đấu đối diện, Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân hình hắn lập tức gặp lại, đứng vững trái, ngoại trừ sắc mặt hơi có chút ửng hồng ra, thì căn bản không có một chút xíu dị dạng. Ai bảo hắn đạt được vô số tiên dược, lại thêm máu tổ vương rèn luyện, đẩy mạnh bất diệt thiên kinh đến trình độ tương xứng cảnh giới, đủ để chống được công kích cấp bậc thăng nguyên chứ? Hai mắt của U Nguyên không khỏi gồ lên, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng sự thực mình nhìn thấy. Ngươi lại đạt tới thập diệp, hắn hầu như là thét ra, bọn ngươi con mẹ nó vẫn là người sao? Hắn dùng dòng giã một triệu năm, cũng chỉ từ tứ diệp tăng lên tới thập diệp, mà cái này vẫn là học viện bất kể đánh đổi, cho hắn vô số tài nguyên tu luyện. Nhưng Lang Hàn thì sao? Chỉ 50 năm mà thôi, hắn lại thành tựu thập diệp, đây là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi coi như lăng hàn dùng tới phòng tu luyện thời gian cao cấp nhất nhưng chút thời gian ấy có thể làm cho hắn tăng lên một hai tiểu cảnh giới đã là chuyện khó mà tin nổi. trừ khi có tổ vương không tiếc đánh đổi, tự giảm tu vi gia trì. nhưng tổ vương nào sẽ ngốc như vậy, tự giảm tu vi chỉ vì để một bát liên tăng lên một hai cảnh giới nhỏ. không nghĩ tới sao, lăng hàn cười ha ha. không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. u nguyên giống to, cái này không cách nào tiếp thu, cũng không thể tiếp thu. Lăng Hàn thở dài, cạn bã như người cũng bước vào thập nhất diệp, ta chỉ có thập diệp, ông trời thực không công bằng. Nghe hắn oán giận như vậy, U Nguyên càng phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn vốn là thập diệp có được hay không, chỉ là tăng lên một cảnh giới nhỏ mà thôi, so sánh với đó tu vi của Lăng Hàn tăng lên quả thực chính là vụ nổ lớn. Người đến cùng là làm sao tăng lên, hắn tỉnh táo lại, muốn biết bí mật của Lăng Hàn. Mắc mớ gì tới ngươi, Lăng Hàn diễu cợt, trừ khi hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết đối phương, bằng không hắn như thế nào sẽ để u nguyên biết bí mật của mình u nguyên hít một hơi thật sâu không nói cũng không sao chờ ta bắt ngươi siêu hồn tất cả bí mật của ngươi không thể ẩn giấu ở trước mặt ta đừng xem hắn chỉ cao hơn lăng hàn một cảnh giới nhỏ nhưng từ thập diệp đến thập nhất diệp đây là một bản chất bay vọt tại sao hắn ngừng ở cửa ải này nhiều năm như vậy chính là sau khi bước ra sức chiến đấu bay thẳng cửu liên bằng không bát liên trung quy chỉ là bát liên bởi vậy hắn nắm giữ niềm tin tuyệt đối Lăng hàn thu các nữ vào hắc tháp u nguyên là kình địch hắn không cách nào bảo đảm thời điểm mình đang ác chiến cùng đối phương còn có thể bảo vệ các nữ cái này vốn là chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm nào có ngàn ngày đề phòng cướp đến chơi với ngươi hắn nhìn u nguyên ngoác ngón tay không biết lợi hại u nguyên ra tay oanh sức chiến đấu cấp bậc cửu liên dâng trào hắn như đại ma thần Lăng hàn đón đánh không có trốn tránh mà lựa chọn cùng u nguyên chống đỡ chính diện ầm um, ầm um ầm um, u nguyên tự nhiên càng mạnh hơn từ thập diệp đến thập nhất diệp bay vào thực quá to lớn ngay cả lăng hàn dung hợp quy tắc hai giới sức chiến đấu cùng cấp đã vượt qua đế tinh cũng vô dụng không cách nào cân bằng chênh lệch to lớn như vậy chương 2577 trốn cũng còn tốt thể phách của hắn đủ mạnh bị u nguyên liên tục oanh lui hơn trăm lần cũng chỉ phun một ngụm máu mà thôi lực phòng ngự đạt đến trình độ khủng bố u nguyên cũng líu lưỡi nhưng hắn đối với bí mật trên người lăng hàn là càng thêm hiếu kỳ nếu như hắn có thể nắm giữ tất cả sở trường của Lăng Hàn, vậy hắn nhất định có thể trở thành đế tinh mạnh nhất. Hắn cười to, thế tiến công càng gấp, Lăng Hàn cũng thỏa thích ra tay, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi có khuyết điểm căn cơ bất ổn, nhưng mà tử chiến với cường giả như vậy, không thể nghi ngờ có thể tăng lên năng lực thực chiến của hắn trên diện rộng. Dưới thực chiến, hắn nắm giữ quy tắc mới có thể cấp tốc trở nên thuận buồm xuôi gió. Ta nói, cái cánh này của ngươi sao vẫn không có giải ra lăng hàn chỉ vào một cái cánh của u nguyên trước bị hắn chém tuy hiện tại mọc ra lần nữa nhưng chỉ như cánh gà nhỏ đến đáng thương không đủ ta ăn a à. hắn giả vờ đáng tiếc u nguyên nổi giận thực lực của lăng hàn yêu nhiệt lực phòng ngự biến thái nhưng đều không sánh bằng cái miệng của hắn quả thực có thể làm người tức chết ta muốn giết ngươi giết ngươi u nguyên giận dữ hét ra tay càng gấp nếu hắn không tự tay chém giết lăng hàn một hơi tuyệt đối không nuốt trôi trong cơn giận dữ sức chiến đấu của hắn xác thực tăng vụt một đoạn dài, dù thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ, vẫn bị nổ đến cả người vết thương đầy giấy. Lăng Hàn huyết chiến, chiến ý của hắn cũng rực cháy, dựa vào tay U Nguyên đến đánh bóng mình. Gần đủ rồi, hai người chiến 10 ngày, Lăng Hàn lộ ra nụ cười điên cuồng, lấy ra một chiếc lọ. Ăn tiên dược cũng vô dụng, U Nguyên uy nghiêm đáng sợ nói, thể phách của Lăng Hàn tuyệt đối không phải cứng rắn không thể phá vỡ. Ở dưới hắn cuồng oanh loạn tạc đã đạt đến điểm giới hạn, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng liền nhất định có thể đánh tan. Lăng Hàn kéo nút lọ ra, đổ xuống máu tươi đỏ thắm. Máu tổ vương, con người của U Nguyên nhất thời xông ra ngoài, U Nguyên đương nhiên chấn kinh rồi, hắn đào hết gia sản của mình, lúc này mới đạt được một phần máu tổ vương, nhưng Lăng Hàn cũng có thể lấy ra một phần. Cái này, nếu không phải bình này của Lăng Hàn thực quá đầy đủ, hắn cũng hoài nghi có phải Lăng Hàn là dùng thủ đoạn gì trộm đi cái bình kia trong không gian thần khí của hắn không nếu không thì đối phương dựa vào cái gì đạt được một bình máu tổ vương không đúng hắn run một cái máu tổ vương này vừa dội xuống cả người lăng hàn đều dựng lên khí tức như lan yên cuồn cuộn hóa thành các loại hình thái các loại phù hiệu khí tượng này quá kinh người thật giống như một vị tổ vương muốn từ trong máu diễn hóa ra đây là đây là đây là tinh huyết tổ vương hắn ngơ ngác nói chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co rút lại trong ánh mắt tràn ngập không tin lăng hàn khẽ mỉm cười nhãn lực không tệ u nguyên không khỏi vô cùng đau đớn tinh huyết tổ vương quá quý giá cho dù ở cửu liên cũng có thể phát huy kỳ hiệu tinh huyết a ngay cả một tên tổ vương cũng không có bao nhiêu tương đương với bộ phận quý giá nhất của tiên dược hắn hận hận nhìn lăng hàn dưới cái nhìn của hắn lăng hàn đã là vật trong túi như vậy tất cả đồ vật trên người lăng hàn đều là của hắn nói cách khác lăng hàn đang dùng tinh huyết tổ vương của hắn đáng chết đáng chết một vạn lần cửu liên mỗi bước ra một bước cho dù đế tinh như hắn, không có mấy trăm triệu thậm chí một tỷ năm là đừng hòng, mà nếu như có một bình tinh huyết tổ vương, vậy hoàn toàn có thể áp xúc một nửa thời gian thậm chí nhiều hơn. Ngươi nói hắn có thể không khó chịu sao? Ha ha, ngươi cũng thật là biết bận tâm. Lăng Hàn lắc đầu, tiện tay tung lên, trên đất nhất thời nhiều hơn rất nhiều chiếc lọ, hắn kéo ra từng cái, sau đó lại bình bình thả lại trong hắc tháp. Vẻ mặt của U Nguyên từ khiếp sợ đến mất cảm giác, bởi vì mấy cái bình này đều là máu tổ vương, thậm chí tinh huyết còn có hai bình. Khi Lăng Hàn thu hết thảy chiếc lọ vào hắc tháp, ánh mắt của U Nguyên cũng biến thành nóng rực kinh người. Lại còn có hai bình tinh huyết tổ vương, của hắn, là của hắn, bá, ta không thể không cảm tạ ngươi, đưa ta một cơ duyên lớn như thế. U Nguyên ngạo nhiên nói, ai, tuy ngươi rất có thành ý mà kêu ta là cha, nhưng những thứ đồ này ta vẫn phải để cho con trai ruột của ta, loại cặn bả như ngươi ta không có hứng thú. Lăng Hàn cười nói, không để ý chút nào lại trêu chọc U Nguyên một hồi ánh mắt u nguyên lạnh lẽo miệng lưới lợi hại không giúp được ngươi chút nào ngươi cắn ta lang hàn cười nói giết ngươi u nguyên ra tay hắn không thể chờ đợi được nữa muốn giết lang hàn cướp đoạt tất cả bảo vật trên người đối phương coi như không có tinh huyết tổ vương chỉ là nhiều máu tổ vương như vậy cũng đủ để cho hắn điên cuồng lúc này lang hàn không có gắng đón đỡ mà triển khai thân pháp né tránh hắn đang hấp thu năng lượng trong tinh huyết tổ vương muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá máu tổ vương đã không giúp được hắn cái gì, bởi vì hắn luyện hóa máu tổ vương thực quá nhiều, trong cơ thể có kháng dược rất lớn. nhưng tinh huyết tổ vương cuồng bạo cỡ nào, cường giả thang nguyên mới có thể hấp thu. tuy hắn yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là thập bí. ở dưới tinh huyết tổ vương xung kích, thể phách mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không đỡ nổi một đòn. da rẻ nứt ra, lộ ra thịt đỏ tươi, sau đó từng khối từng khối rất xuống, hiện ra bạch cốt âm u bên trong. a, à, lang hàn gào thét, tuy thân thể như nứt nhưng hắn cảm giác được một luồng lực lượng mạnh mẽ phát sinh ở trong người, đang nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Hắn như điên cuồng, một tay khác cầm lấy khởi nguyên ma phương, từ trong đó lấy ra lực lượng quy tắc, tăng lên cảnh giới võ đạo. Ngươi là người bán đấu giá phần máu tổ vương thứ nhất kia. U Nguyên đột nhiên nói, chẳng trách ngươi muốn hối đoái phương pháp tinh luyện máu tổ vương. Ha ha, tất cả những thứ này đều là làm áo cưới cho ta. Ngươi quá không tự lượng sức, chỉ là thập diệp cũng dám luyện hóa tinh huyết tổ vương, ta căn bản không cần ra tay, ngươi sẽ bị lực lượng tổ vương đổ nát. Hắn ngừng lại, tinh huyết tổ vương trên người lăng hàn tỏa sáng hào quang, hóa thành đao kiếm phủ thương. Trên mỗi một binh khí đều có phù văn đáng sợ, hắn căn bản không dám công kích, nếu không ngay cả mình cũng chết. chương 2578, hóa ra là ngươi. Thường, cái này tương đương với một vị tổ vương phát huy, mặc hắn là đế tinh thì đã làm sao, trước khi không có đặt chân cảnh giới này, căn bản không có tư cách ngang hàng lăng hàn nhếch miệng mà cười cả người đẫm máu bạch cốt khắp nơi dư tợn dọa người nhưng hắn chiến ý ngút trời hắn dám làm như thế là bởi vì thể phách của hắn đã bước vào cấp bậc thăng nguyên bằng không như thế nào chống chọi được u nguyên của oanh loạn tạc đây là sức lực để hắn dám luyện hóa tinh huyết tổ vương hắn thích mạo hiểm nhưng tuyệt đối đều chắc chắn hoặc là có đường lui lực lượng cuồn cuộn như biển tràn vào trong cơ thể lăng hàn rít gào gào thét chỉ cảm thấy mình sắp bị căng nứt nhưng huyết nhục cả người hắn rõ ràng đều muốn rất sạch, chỉ còn dư lại một khung xương. Hắn muốn phát tiết nguồn lực lượng này, xeo, thân hình hắn giết ra, ngưng quyền đánh tới U Nguyên. U Nguyên kinh hãi đến biến sắc, căn bản không dám đón đỡ, vội vã bắn người né tránh. Hắn không phải sợ sức chiến đấu của Lăng Hàn, mà là hiện tại cả người Lăng Hàn che kín tinh huyết tổ vương, hơn nữa toàn bộ kích phát ra, mãnh liệt như một vị tổ vương ra chỉ thuật pháp ở trên người Lăng Hàn, ai không có mắt đi công kích, vậy sẽ để cho mình đổ nát thành cặn bã. Người này quá đáng ghét, rõ ràng mình muốn chết, nhưng lại kéo hắn xuống nước. Lăng Hàn cười ha ha nói, có bản lĩnh đừng trốn A, à, đến, cùng cha ngươi đại chiến 300 hiệp. Lời này hắn là lấy thần thức truyền âm, U Nguyên cười gần, ngươi muốn chết, nhưng ta không có hứng thú cùng ngươi phát rồ. Hai người tái chiến, nhưng cái này kỳ thực chỉ có thể nói là truy đuổi chiến, Lăng Hàn đuổi, U Nguyên trốn, căn bản không dám đón đỡ nhưng lăng hàn nắm giữ quy tắc không gian cùng thời gian hắn một mực né tránh là cực kỳ chịu thiệt sẽ ăn một hai lần để hắn bị thương đầy rẫy. nếu không phải hắn là thập nhất diệp sức chiến đấu thực quá mạnh mẽ thì sớm đã bị lăng hàn ép lên đánh giết tuy lăng hàn thống khổ không thôi nhưng tu vi bão táp tản mát ra khí thức càng ngày càng khủng bố phảng phất như một vị viễn cổ ma thần muốn tỉnh lại ô nguyên nguyên bản một lòng bình tĩnh đợi lăng hàn tự sát nhưng càng chờ hắn càng hoảng hốt không đúng a à, sao người này vẫn không có hóa thành bọt máu tinh huyết tổ vương đáng sợ đến mức nào nếu như không đỡ nổi vậy căn bản không bao lâu sẽ bị ép chết nhưng tuy dáng dấp của lăng hàn thảm đến trình độ cực cao bất quá khí thức lại điên cuồng tăng lên có dấu hiệu xông lên thập nhất diệp cái này là yêu quái gì a à, đỡ lấy tinh huyết tổ vương xung kích không tính còn có thể ở trong chiến đấu đột phá tuy u nguyên cực kỳ tự tin nhưng hắn tuyệt đối sẽ không điên cuồng đến làm chuyện như vậy bát liên sử dụng tinh huyết hơn nữa còn ở trong chiến đấu. Cái này không phải muốn chết là cái gì, nhưng Lăng Hàn vượt qua rồi. Soảng, đúng lúc này, giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, có chấp giật rực cháy. Khóe miệng của U Nguyên co giật, hắn đã hoàn toàn không lời, Lăng Hàn hoàn thành kỳ tích mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, muốn đột phá thập nhất diệp. Hắn chưa từng có sợ sệt qua, nhưng hiện tại hai chân run lên, có một loại hàn ý không cách nào hình dung. Tại sao có thể có quái vật như vậy? Làm sao có thể? Lăng Hàn cười ha ha, bỏ rơi U Nguyên Sông lên bầu trời, hắn muốn trước tiên chống lại thiên kiếp. U Nguyên chỉ hơi do dự một chút, lập tức xoay người bỏ chạy. Phản ứng đầu tiên của U Nguyên chính là chạy, rất đơn giản, hiện tại Lăng Hàn đã đáng sợ như thế, như vậy khi hắn vượt qua thiên kiếp, thực lực lại sẽ đạt đến tình trạng đáng sợ cỡ nào? Vì lẽ đó, hiện tại không chạy, vậy thì là đang chờ chết. Tuy cái này rất khuất nhục, hắn ngay cả đánh nhau cùng cấp cũng không dám, cái này là biểu hiện của đế tinh sao? nhưng ở trước mặt hiện thực, U Nguyên lựa chọn bo bo giữ mình. Cậy mạnh chỉ là chịu chết mà thôi, lưu được thanh sơn, mới có thể không sợ không có củi đốt. Đi, tốc độ của hắn cực nhanh, xoát, một tia chấp đánh xuống, mạnh mẽ ngăn cản đường đi của hắn. Không, cái này không phải một tia chấp, mà là một người, chỉ là cả người bị chấp giật bao vây mà thôi. Lăng hàn tắm rửa ánh chấp, chấp giật múa tung, sợi tóc giật động, như ma thần. Hắn lạnh nhạt nói, con trai ngoan, muốn đi nơi nào u nguyên hừ lạnh chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn trở ta cẩn thận thiên kiếp vô tình chém chết ngươi bước vào thập nhất diệp liền nắm giữ sức chiến đấu của cửu liên đây là nghịch thiên bởi vậy sẽ bị thiên địa nhầm vào hạ xuống lôi đình đại kiếp nạn khủng bố giết chết tặc tử nghịch thiên như vậy lang hàn lại dám không để ý tới thiên kiếp muốn đánh lén mình cái này không phải đang tìm chết sao muốn lấy mệnh của ta cũng không dễ dàng lang hàn cười nói có điều ngày hôm nay mạng của ngươi liền chôn vùi ở chỗ này hắn không tiết lộ ra bí mật mình nắm giữ tinh huyết tổ vương, vậy tự nhiên là không thể để U Nguyên sống tiếp. Người vẫn là trước tiên giải quyết phiền phức của mình đi, nếu như vượt qua thiên kiếp còn chưa chết, ta sẽ đến bù đắp một đao. Thân hình của U Nguyên lui nhanh, đừng nói sức chiến đấu của Lăng Hàn lúc nào cũng có thể xuất hiện bạo tăng, dù đối phương không bằng hắn, hắn cũng không dám ra tay công kích, bởi vì người ta đang độ thiên kiếp, chẳng khác gì là chọc lửa thiêu thân. Thiên kiếp này, cực kỳ kinh người, lăng hàn đã vận dụng bất diệt chân dịch chữa trị thân thể một lần nhưng ở dưới lôi đình rất nhanh lại trở nên vụn vặt nhìn qua chính là một bộ bạch cốt sau đó từ trên xuống dưới mang theo một ít thịt nát cực kỳ thê thảm hết cách rồi lực lượng lôi đình quá cuồng bạo ngay cả thể phách của hắn cũng không chịu nổi nhưng ở trong lòng lăng hàn dâng lên các loại hiểu ra bất diệt thiên kinh còn có chỗ tăng lên hiện tại hắn đương nhiên không thể so sức sáng tạo với thiên tôn nhưng duyên sinh thiên tôn cũng có hạn chế của bản thân bởi vì hắn chưa bao giờ rời tiên vực, nắm giữ quy tắc vẻn vẹn chỉ là tiên vực, mà phóng tới nguyên thế giới, kỳ thực quy tắc còn phong phú, đầy đặn hơn. Lăng Hàn dung hợp quy tắc hai giới, càng nắm giữ khởi nguyên ma phương, chỉ luận độ cao của quy tắc, kỳ thực hắn còn cao hơn duyên sinh thiên tôn một bậc. Đây giống như sức chiến đấu của ngõ lý khẳng định không thể so với thiên tôn, nhưng nói đến lý luận tri thức, hắn nói không chắc có thể thuấn sát tất cả thiên tôn. Trường 2579, hóa ra là ngươi. Hạ, Soảng, một tia chấp hạ xuống, bởi vì Lăng Hàn đang trầm tư, nhất thời bị đánh vững vàng. Tia chấp này cực kỳ khủng bố, hóa thành một nắm đấm to lớn, một quyền đánh xuống, Lăng Hàn đã biến mất không còn tâm hơi, bị đập vào trong mặt đất. U Nguyên thấy thế, nhân cơ hội quay người bỏ chạy, đây là sinh cơ thậm chí thời cơ chuyển bại thành thắng duy nhất của hắn. Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp hẳn không thành vấn đề, nhưng khẳng định là vết thương đầy giấy, người bị thương nặng, như vậy chỉ cần hắn giết cái hồi mã thương, Lăng Hàn vẫn sẽ chết ở trong tay của hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn chạy, mặt mũi tự tôn cái gì cũng có thể để qua một bên, lịch sử từ trước đến giờ là do người thắng viết, chỉ cần hắn sống, Lăng Hàn chết, vậy hắn chính là người thắng cuối cùng, Lăng Hàn chính là đá đạp chân để hắn trở nên mạnh hơn, không có ai sẽ nhớ tới đã từng có một nhân vật như vậy. Oanh, Lăng Hàn từ trong mặt đất xiết ra, hắn triển khai nộ quyền đón đánh thiên kiếp, lấy thân thể cực kỳ nhỏ bé đón đánh thiên kiếp, nhưng có thể gánh vác thiên địa kiếp uy. Con trai ngoan, đừng chạy nhanh như vậy. Hắn triển khai hư linh không gian, trong nháy mắt liền ngăn cản U Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo. U Nguyên căn bản không đáp lời, thân hình nhanh chuyển, hiện tại mục đích của hắn rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Lăng Hàn cười ha ha, phát động thái trụ tiên thể, thời gian lưu truyền, vạn cổ năm tháng như trong nháy mắt. U Nguyên phát hiện bốn phía hết thảy đều nhanh hơn, hơn nữa nhanh đến mức kinh người, lạc diệp thật giống như tinh thể rơi dụng, kiến đi thì lại như chấp giật, cực kỳ quỷ dị trong lòng hắn lập tức run lên, tình ngộ ra, không phải hết thảy đều nhanh hơn, mà là hắn biến chậm. Lăng Hàn làm thời gian chảy chậm lại đối với hắn, người này cũng thật đáng sợ, bày ra quy tắc liền có lôi đình, không gian cùng thời gian, lại thêm quy tắc hắc ám, vậy chính là bốn. Nắm giữ bốn quy tắc cũng không kinh người, kinh người chính là, quy tắc thời gian, không gian đều có thể nói cấp bậc trí cao, đế tinh như hắn muốn lĩnh ngộ cũng cực kỳ khó, chỉ có thể thông qua tiên dược. Nhưng tiên dược thuộc tính thời gian cực kỳ quý giá, muốn tu luyện tới độ cao của bát liên không biết phải tiêu hao bao nhiêu. Tại sao chỉ có tổ vương mới có thể tu nhiều quy tắc? Rất đơn giản, chỉ có đạt đến độ cao của tổ vương mới có thể dễ dàng thu lấy tiên dược. U Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, quy tắc quang minh tỏa ra ở trên người hắn, thôi phát đến trạng thái mạnh nhất, oanh, thời gian chảy của hắn cuối cùng khôi phục trạng thái bình thường. Xeo, thân hình hắn lập tức ra tốc, rời xa Lăng Hàn. Lăng Hàn xòe năm ngón tay, chân áp về phía U Nguyên, hóa thành một lao tù to lớn. U Nguyên đừng nói đón đỡ, ngay cả chống đỡ cũng không dám, bởi vì chủ động ra tay với Lăng Hàn, chẳng khác gì là đang can thiệp thiên kiếp, như vậy sẽ lập tức có lôi đình khủng bố hạ xuống, hắn cũng cuốn vào, thậm chí, uy năng còn vượt qua tai nạn của Lăng Hàn. Hết cách rồi, ai bảo ngươi can thiệp thiên kiếp chứ? Hắn cắn răng, bạo phát tiềm lực, gia tốc thân hình đến mức tận cùng, ở trước khi lao tù hạ xuống vọt ra ngoài. Chuyện này đối với hắn tiêu hao rất lớn, nhưng để hắn thành công tránh được tai nạn này, con trai ngoan, người muốn trốn tới khi nào? Lăng Hàn cười nói, nếu như người của Bách Chiến học viện nhìn thấy dáng dấp chật vật của U Nguyên lúc này, không biết trên mặt sẽ là vẻ mặt gì. U Nguyên không đáp, niềm tin của hắn kiên định, chỉ cần thiên kiếp kết thúc, chính là thời điểm hắn thổi kèn lệnh phản công. Hai người một cái truy sát một cái trốn, thời gian bay lượn. Một ngày đi qua rất nhanh, thiên kiếp sắp kết thúc, nhưng trình độ kinh khủng lại tăng lên, nhân vật càng mạnh mẽ liền càng bị thiên địa bất dung, sẽ hạ xuống lôi phạt xóa đi. Đặc biệt là ba đạo cuối cùng, mỗi một đạo đều hóa thành phù văn to lớn, mang theo vạn cổ thương tang, đáng sợ không thôi. Lăng Hàn đi qua, nhưng xương cốt xuất hiện vết rạn dạ nứt, cả người thật giống như bị gió thổi một cái sẽ tan vỡ. Ánh mắt u nguyên sáng ngời, đột nhiên từ đằng xa giết trở về. Chính là lúc này, chết, hắn lấy ra một thanh quang minh thần kiếm, người kiếm hợp làm một, bay về phía Lăng Hàn, muốn cho Lăng Hàn một đòn chí mạng. Đùng, chỉ thấy Lăng Hàn duỗi tay, liền nắm chặt thân kiếm mắt trần có thể thấy, huyết nhục trên người hắn đang bằng tốc độ kinh người sống lại, chỉ chớp mắt mà thôi, hắn cũng đã khôi phục hình thái nguyên bản. Diện mạo thật sự chân chính, ngươi, ngươi, ngươi ngươi là cặn bá của vị diện siêu cấp thấp kia. U Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, tên của Lăng Hàn ở dị vực cực kỳ có tiếng, trôn giết hơn trăm tổ vương, trêu đến thiên tôn ra tay nhưng còn để hắn chạy, hiện tại truy nã khắp thiên hạ, không nghĩ tới lại đứng ở trước người của mình. U Nguyên rốt cuộc biết, tại sao trên người lăng hàn có nhiều máu tổ vương như vậy kháo một lần chôn giết hơn trăm vị tổ vương vậy máu tổ vương tự nhiên là muốn bao nhiêu có bao nhiêu hắn không hiểu tại sao lăng hàn trốn vào dị vực nhưng hắn lại biết người này khủng bố đến cỡ nào ngay cả tổ vương cũng có thể chôn giết vô số huống chi hắn một bát liên thập nhất diệp nho nhỏ lăng hàn khẽ mỉm cười tâm niệm chuyển động hắn đã khôi phục hình thái ác ma tộc ngay cả khí tức cũng giống như đúc đây là hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch mặc dù không cách nào để hắn lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng trong thời gian ngắn ra tay toàn lực là không có vấn đề. U Nguyên cắn răng, hắn biết Lăng Hàn nhất định sẽ giết mình diệt khẩu, bởi vậy đứt đoạn bất luận nhớ nhung gì, chỉ có một con đường liều chết. Hắn quả thật có cơ hội, bởi vì vừa nãy Lăng Hàn qua thiên kiếp là cấp bậc cửu liên, xa xa không đạt tới tình trạng chôn giết tổ vương. Oanh, hắn thiêu đốt tinh huyết, cái cánh hoàn hảo kia lập tức bị rút khô, trong nháy mắt liền xẹp đi, nhưng khí thế của hắn điên cuồng tăng lên, hai mắt nguyên bản sáng rừng rực càng giống như muốn nổ tung. Hắn thực sự là liều mạng, một vị đế tinh không ẩn giấu thiêu đốt tinh huyết, tha rằng tu vi rút lui, thậm chí khả năng chịu đến trọng thương vĩnh viễn không cách nào chữa trị, đổi lấy sức chiến đấu đương nhiên kinh người. Cánh gà của ta, lang hàn đáng tiếc nói, chết, u nguyên gào thét, tóc vàng giật động, hóa thành từng mũi tên nhọn, quấn quanh quy tắc sát lục, bắn tới Lăng hàn.